Chúng ta học online mà. Ok, xin chào các bạn. Và trong cái Zoom này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm dropship thực chiến. Mà làm thực chiến thì sẽ là những cái kiến thức thực chiến. Đấy, những cái câu chuyện thực chiến, cái câu chuyện thực tế. Ok. Và cái cách mà để có đơn luôn với cái ngách phụ kiện điện thoại này ngay lập tức này. Đó. Chắc chắn rằng đấy là các bạn của bạn đấy sẽ sử dụng ba cái loại điện thoại chủ yếu sau. Một là Samsung, hai là iPhone, ba là Oppo. Chắc chắn. Bây giờ đấy, mình bắt đầu khởi nghiệp với cái ngách phụ kiện điện thoại. Chắc chắn rằng ba sản phẩm này á, ba cái dòng điện thoại này chắc chắn rằng là rất là nhiều trên thị trường, và bạn bè của mình là đa phần là như vậy. Vậy các bạn nhắn tin cho những người mà mình quen biết và thân cận, đúng không nào? Mình hỏi là dùng điện thoại nào, mình giới thiệu về cái cách là mình đang kinh doanh, mình đang làm dropship hay là mình đang bán phụ kiện gì đấy, đúng không? Ủng hộ mình sợi cáp thôi. Sợi cáp là nó rất là khó hỏng, thật sự là rất là khó hỏng và lợi nhuận nó rất là cao, đúng không? Bây giờ bán cho nó sợi cáp này đấy, bán cho nó sợi cáp này thì rất khó để nó từ chối, rất là dễ bán được. Đấy, chúng ta sẽ có đơn đầu. Và cách mà có đơn đầu mà gần như là cái blog nào cũng nói là giới thiệu cho những người quen biết để chúng ta bắt đầu để khởi nghiệp cho thành công. Và đây là admin đã hướng dẫn cho rất là nhiều người thành công. Đó. Thì gì? Thì chắc chắn rằng đấy là nó chẳng đáng bao nhiêu. Ok, mua thử cho nó xem là như thế nào, đúng không? Ủng hộ. Thì khi đó chúng ta sẽ biết được là insight trên thị trường ấy là đôi khi ấy, không phải bán nhiều thứ đâu, mà bán một cái đầu tiên mà xoáy sâu vào trong thị trường ấy, thấu hiểu thị trường ấy, mà tìm kiếm ấy, dành thời gian tìm kiếm cho nó ấy, thì nó mới gì ạ? Nó mới thành công được. Và cái tư duy này bạn nên ứng dụng. Nên khi mà lập fanpage ấy, chúng ta hay thường lập cái fanpage mang tính chất thương hiệu. Đấy, kiểu như là văn đề MMO, đúng không? Kiểu như là văn đề phụ kiện điện thoại, hay là gì ạ? Vũ NT thời trang, đúng không ạ? Vĩ, hoặc là Thanh Sơn ấy, phụ kiện chính hãng, thường là mang theo cái tính chất mang cái tính chất là brand, tức là thương hiệu như vậy. Thì nó gì ạ? Nó rất là khó SEO, SEO, đúng không ạ? Rất là khó SEO trên cái công cụ tìm kiếm. Rất ít người mà đặt tên sản phẩm luôn, đúng không ạ? Nếu như bạn nhìn thấy một ông nào mà làm một cái fanpage mà đặt tên sản phẩm đó luôn á, mà chạy quảng cáo đó, đó là người đi học marketing. Còn không, thông thường là chúng ta thường đặt rank để chúng ta bán được nhiều thứ hơn trên một cái đó, giống như là một cái chợ tạp hóa. Và cái tư duy chợ tạp hóa này á, sẽ làm chúng ta bị hỗn độn ngay khi mà chúng ta khởi nghiệp. Đây là một trong những sai lầm mà khi làm marketing. Nếu bạn không tin thì bạn cứ thử nhá. Nếu như mà không hiệu quả trong cái quá trình mà làm cả đống thứ ấy, lan man đấy, thì hãy về cái tư duy này, hãy viết vào trong vở, tập trung vào một sản phẩm hoặc là một số sản phẩm. Viết trong vở này là cái từ khóa, cái keyword mà chúng ta cần nhớ. Không phải bán nhiều là sẽ thành công đâu. Đó, bán một thứ thôi, bán một thứ hoặc một số thứ thôi, đúng chưa? Đấy, và gì ạ? Lúc mà mình lúc mà chúng ta tập trung vào một cái đó, đúng không nào? Cũng giống như bài học, học bài đó. Chúng ta mà học lan man, chúng ta sẽ không nhớ bài. Trong kinh doanh cũng như vậy, chúng ta mà bán lan man, chúng ta sẽ không thu được cái kết quả gì đó, đúng không? Và càng làm ấy thì chúng ta càng mệt mỏi, càng làm chúng ta càng mệt mỏi, càng làm chúng ta càng mất lòng tin. Vì gì ạ? Chúng ta không có đơn. Tại vì sao ạ? Chúng ta PR quá nhiều, trong khi đó thời gian của chúng ta, đúng không? Thời gian là một hàng số rất là khó để thay đổi cái hàng số này. Đó, mà gì ạ? Chúng ta lại chia cái hàng số này cho rất là nhiều sản phẩm. Tức là bị chia nhỏ thời gian ra. Chia nhỏ thời gian ra thì cái độ chín về content, độ chín về thị trường ấy, độ chín về cái tạo cái thương hiệu, rồi là độ chín về thấu hiểu thị trường, thấu hiểu khách hàng tiềm năng ấy, nó ít đi rõ ràng. Ví dụ như admin chỉ tập trung vào làm dropship, cái vấn đề của admin là kiếm cộng đồng làm dropship, đúng chưa? Tôi không lan man, tôi sẽ thành công. Nhưng mà gì ạ? Tôi làm lung tung đủ việc hết thì lúc đấy tôi sẽ thất bại. Cũng giống như việc bán một cái cáp này, cái việc của chúng ta xác định bán một cái dòng sản phẩm cho iPhone thôi ấy, chúng ta chỉ đi tập trung duy nhất vào việc là kiếm những thằng nào kiếm iPhone, đang sử dụng iPhone trên thị trường và có nhu cầu dùng sản phẩm của chúng ta. Chúng ta kết bạn nói chuyện với họ, đúng không nào? Chúng ta giới thiệu cho họ, đúng không? Chúng ta truyền những cái kiến thức về iPhone cho họ. Chúng ta sẽ thành công sớm hơn là việc của chúng ta làm một cả đống. đúng không? Hôm nay bán cáp, mai bán cục sạc dự phòng, mốt bán chân sạc, rồi là máy chụp hình, rồi là cường lực, rồi là ốp lưng. Ok, đồng ý là đó là một cái ngách, đó là tư duy ngách. Mình không nói khi mà đúng với việc là xây dựng một cái website, xây dựng một cái Shopee, Sen đỏ hay là Lazada, hay là một cái kênh về review. Ok, nhưng mà các bạn đủ thời gian để các bạn build không? Tất nhiên là vẫn phải build các cái kênh này. Đó là cái vấn đề là tầm nhìn, chiến lược và chiều sâu của cái quá trình của dự án. Tuy nhiên là trong lúc khởi đầu ấy, mà thường là chúng ta không bán được là chúng ta sẽ bỏ cuộc luôn. Bởi lý do là chúng ta muốn quá lớn, nhưng mà cái thời gian của chúng ta đầu tư cho nó quá ít. Rồi bạn cứ suy ngẫm đi xem có đúng hay là sai, rồi là từ trước đến giờ có phải là như thế hay không. Tôi nghĩ rằng đa phần là như vậy, chết ngay lập tức luôn, chết sặc máu, đúng không? Thấu tốn thời gian nhưng mà thu được cái gì ạ? Không phải kết quả, không phải tiền. Thu được cái gì ạ? Là kinh nghiệm thôi, mà kinh nghiệm thì chưa phải là tiền bao giờ ấy. Tiền vào trong túi đó mới là gì ạ? Kết quả thực sự. Còn lại kinh nghiệm nó chỉ là kinh nghiệm thôi. Thì việc chúng ta tập trung vào một cách, đúng không? Chúng ta chỉ cần tập trung vào một sản phẩm thôi, thì chúng ta chỉ kiếm, hoặc là chúng ta nhìn thấy những người mà đang cần sản phẩm chúng ta sẽ connect liền, chúng ta kết nối liền, chúng ta sẽ gọi là giống cái tần sóng ấy, là chúng ta hút liền. Lúc này chúng ta giới thiệu phát là chúng ta có đơn ngay. Và việc mà chúng ta thấu hiểu thị trường, càng ở sâu trong thị trường thì chúng ta càng thành công. Chứ không phải chứ nhảy ra bán cái sản phẩm này, nhảy vô cái bán sản phẩm kia, sao không xác định được sản phẩm luôn. Cho có những người ấy, là bán một thời gian này không biết là định vị khách hàng của mình là ai, đúng không? Các bạn muốn làm thời trang cao cấp, ai là người mua sản phẩm của bạn? Đó có phải là giáo viên không, đúng không? Đó có phải là dân văn phòng không? Đó có phải là doanh nhân không? Đó là các chủ công ty không? Các chủ shop không? Các chủ về spa mỹ phẩm không? Tại sao các bạn không kết bạn với những người đó mà các bạn đi kết bạn với những người mà không phải cái tầng lớp đối tượng đấy? Thì bán kiểu quá gì được, không bao bán được hết, đúng không? Rõ ràng không ạ? Mình muốn bán cái dịch vụ về làm website, bây giờ cứ kết bạn với các bạn nông dân, kết bạn với vựa gì đấy, ok, đồng ý là bán được, nhưng mà gì ạ? Người đấy phải làm kinh doanh, đúng không? Muốn bán làm website, muốn bán làm viết content, muốn bán phần mềm gì đấy, bây giờ cứ target vào những cái chỗ chẳng phải là đối tượng. Bây giờ bán được hàng lúc đấy chết sặc máu ngay lập tức luôn. Nếu mà không thay đổi tư duy, mình sẽ chết trước khi mà mình có đơn đầu tiên. Một cách là gì ạ? May mắn, đúng không? May mắn thì may mắn vài lần thôi, chứ làm gì may mắn hoài được. Nên ra còn một số người ấy, tưởng rằng nó là ngon nhưng mà không, chưa đâu, đúng không ạ? Đấy, còn lại xác định đúng cái đối tượng khách hàng ấy, thì chúng ta sẽ xác định được chân dung khách hàng rồi ấy, thì chúng ta chỉ xây dựng kênh có những đối tượng đó thôi. Làm thời trang cao cấp, chúng ta xây dựng kênh cho phụ nữ, đó là những người thích làm đẹp, chúng ta làm một kênh TikTok để làm đẹp đó. Hoàn toàn nam làm TikTok để làm đẹp vô tư, đúng không? Có nhiều cách để xây dựng một kênh về làm đẹp, chia sẻ, đúng không? Chúng ta gom góp những cái kiến thức về gì ạ? Làm đẹp. Làm đẹp có rất là nhiều thứ để làm đẹp, có rất là nhiều thứ để phụ nữ cần thiết, đúng không? Chúng ta phải thấu hiểu cái gì ạ? Cái đối tượng của chúng ta. Giống như là đi tán gái vậy đó, đúng không? Đi giống như là đi ạ, đi cua gái vậy. Đối với anh em ở chỗ này, các ông phải hình dung là như vậy. Chúng ta phải thấu hiểu đối phương của mình nó thích gì, đúng không? Mục tiêu hiểu nó thích gì để mình tán đổ nó, chứ thích phải là gì ạ? Mình đang thích cái điều mà nó thích, không phải mục tiêu là mình để hốt nó thôi. Đấy, rõ ràng là như vậy. Nên ra là việc ấy mà chúng ta, đúng không ạ? Đấy, mình phải gì ạ? Kiếm được cái content mà nữ thích. Nữ thích là gì ạ? Như là thích được như là về phim ảnh chẳng hạn, mà phim mà là phải gì ạ? Sướt mướt cơ, đúng không? Phim mà phải là kiểu như là Hàn Quốc ấy. Các cái đoạn content đấy hoàn toàn mấy ông con trai làm được hết. Tôi tin chắc rằng mấy ông không thích xem mấy cái gọi là phim Hàn, rồi là Vườn Sao Băng gì mà khóc chảy nước mắt gì đấy. Nhưng mà ông tạo cái kênh TikTok kiểu review phim ngắn như vậy, tôi chắc chắn cái kênh đấy của ông ấy là đỉnh cao luôn, đúng không? Mà ông sẽ làm được điều đấy mà không phải gì đó ghê gớm, đúng không? Không phải tâm sự kín gì đó, Eva gì đó, Adam gì đó, nhưng mà sẽ thành công. Và cái kênh nó chuyển đổi sau này, với mình xóa clean kênh hoặc mình ẩn các cái video đi, mình bán thời trang thì chân dung ở trong nó toàn là những là gì ạ? Là nữ thôi, đúng không? Tư duy nằm ở chỗ này. Và chúng ta phải hiểu cái cách marketing, đúng không? Tôi viết như vậy là các ông phải ghi vào trong vở ngay lập tức để có cái ý tưởng cho mình. Ngoài ra đó, ở bên Trung Quốc ấy, có rất là nhiều cái trend biến hình. Trend biến hình này ấy, thì chắc chắn nữ người ta cũng thích. đúng không? Hai là người ta thích cái trang điểm, đúng không? Trung Quốc nhiều pha trang điểm rực rỡ lắm, đúng không ạ? Mình không biết trang điểm nhưng mà mình biết cái kênh nào có cái kênh trang điểm của mình về mình re-up lại. Mà TikTok thì nó chưa có cấm cái việc re-up giữa hai quốc gia, đúng không? Re-up lại trên kênh đấy, một cái kênh vài chục ngàn follow á, vài trăm nghìn follow chẳng hạn, ông mà không bán được hàng ấy, tôi nghỉ luôn kinh doanh, thật sự luôn, đúng không? Rõ ràng, đúng không? Làm cái kênh Shopee quăng qua để kéo traffic đấy là một điều rất là tuyệt vời. Đấy, không sao, nó vẫn làm được hết. Chúng ta phải biết cách, đúng không? Chúng ta phải làm lại cái video đấy chứ không up lên luôn thì nó sẽ khó, đúng không? Chúng ta phải edit lại chứ, đúng không? Làm khung lại các kiểu cho cái video đó để chúng ta up ngược lại thì nó sẽ ổn. Hoặc là làm thêm gì ạ? Thêm các cái vấn đề về content, đúng không? Thì đó là những cái ý tưởng. Cộng với việc là chúng ta làm cái fanpage. Đa phần chúng ta làm cái fanpage là để chia sẻ gì ạ? Chia sẻ việc bán hàng. Chứ ít ai sử dụng fanpage để chia sẻ kiến thức. Đáng ra phải là vừa bán hàng vừa chia sẻ kiến thức và bắt đầu vừa kéo like, sau đó vừa chạy quảng cáo mồi thì cái page của chúng ta mới hiệu quả được. Và chúng ta sẽ bán hàng qua fanpage mà không cần chạy quảng cáo trực tiếp sản phẩm, mà bằng việc mà chúng ta xây dựng mối cộng đồng, đúng không nào? Đó, cái cách tiếp theo là chúng ta có thể bán hàng qua cái group. Chúng ta xác định cái chân dung khách hàng mục tiêu của chúng ta, tức là họ đang thích gì và họ đang ở đâu. Bạn là cái câu chuyện này là câu chuyện chạy quảng cáo này, là một trong những cái module trong khóa học chạy quảng cáo chuyên sâu nâng cao về insight khách hàng. Là nói đơn giản để bạn hiểu là như thế này này. Cái người ở trên thị trường ấy, nó là hằng số. Nó không biến số đâu, nó là hằng số. Ở tại một thời điểm nhất định, từ 1 đến 2 năm nó là một hằng số cơ bản. Đúng không ạ? Trong một thời gian nhất định khoảng một tháng thôi cũng được. Rất là khó, có em bé nào mà từ 18 tháng lên 18 tuổi không? Rất là khó, không có chuyện đó. Nên ra là cái số lượng người ấy, và đối tượng chân dung khách hàng mục tiêu của chúng ta ấy, nó là một hằng số nhất định. Nhưng mà cái hằng số này ấy, nó có rất là nhiều cái biến thể. Tức là gì ạ? Cùng là những người từ độ tuổi 18 đến 20 tuổi đi, 18 đến 30 tuổi đi. Trong một cái khoảng thời gian không thể nào mà mọc ra quá nhiều 18 đến 30 được, nó là một cái hằng số ở tại một cái quốc gia. Nhưng mà cái số lượng người từ 18 đến 20 này ấy, đúng không? Người ta có rất là nhiều sở thích. Nhưng mà chúng ta chắc chắn rằng ấy, là trong cái số lượng này là cái đối tượng khách hàng của chúng ta rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải hiểu, trước khi mà hiểu khách hàng, đúng không? Chúng ta phải hiểu sản phẩm. Chúng ta sản phẩm này, đối tượng khách hàng của chúng ta thường thích gì? Đối với sản phẩm mà bình dân thôi đó, thì chúng ta tương tác target thẳng luôn vào những cái nhóm mà trong đó, ví dụ như là nữ mà thời gian đó thì người ta thích gì ạ? Thích những cái vấn đề liên quan đến văn phòng, liên quan đến gì ạ? Nấu ăn, bếp núc, làm đẹp, tâm sự mỏng, tâm sự kín gì đấy. Là những cái nhóm đấy là chứa khách hàng tiềm năng của rất là nhiều mà chúng ta vào trong đó để kiếm, đúng không? Thì chúng ta vào trong đó để kết bạn chẳng hạn, hay là chúng ta vào trong đó để bỏ phễu chẳng hạn, kéo link chẳng hạn, hay là chúng ta vào trong đó tương tác chẳng hạn, để tương tác kiếm tiếp cận được khách hàng, đúng không? Và gì ạ? Trong nhóm đó người ta đang đi kiếm những cái liên quan đến như là thú cưng, vật nuôi, may mặc gì đó. Và trong những nhóm mà nó có insight tương tự, chúng ta bán hàng vào trong đó để quảng bá sản phẩm của mình vào trong cái nơi mà có nhiều đối tượng khách hàng mục tiêu, thì cái tỷ lệ chốt sale nó mới tạo ra cái tỷ lệ chuyển đổi, đúng không? Nó tạo ra tỷ lệ chuyển đổi, tức là tương tác của bao nhiêu người sẽ chuyển đổi được thành bao nhiêu người. Thì đó là tư duy. Còn lại nếu mà chúng ta không xác định điều này ấy, chúng ta cứ làm lan man, chúng ta up, không có kết quả gì đâu. Đó. Còn các cái kênh ra đơn ngay lập tức như là Marketplace, như là bán hàng trong nhóm. Đó, thì gì? Thì chúng ta phải hiểu khách hàng để chúng ta có cái content hợp lý. Lúc đó thì luôn luôn người ta cần đẹp rẻ, đúng không nào? Đấy, nói chung là rẻ thì không đẹp, mà đẹp thì không rẻ. Mà bây giờ muốn vừa đẹp vừa rẻ thì chúng ta phải có một cái content hợp lý, đúng không nào? Về mồi chài thế nào đó, đúng không nào? Để gì ạ? Để chúng ta có cái được tương tác với khách hàng. Hãy tập trung vào tiêu đề, hãy tập trung vào mô tả, hãy tập trung vào hình ảnh. Ba vấn đề: tiêu đề, hình ảnh và mô tả một cách khéo léo để chúng ta thu hút được. Và sau đó là chúng ta share thật là mạnh vào, rồi chúng ta nhân bản điều này thật là lớn lên. Và những cái kênh mà nó tạo ra traffic khủng như là TikTok hay là YouTube, thật là xây dựng lên các kênh về blog. Và kinh doanh nó là một cái quá trình, nó không phải ngày một ngày hai. Nó nên là chúng ta làm sao để chúng ta xây dựng được những kênh vệ tinh thật là tốt, thì đó mới là hướng đi lâu dài. Còn lại mà nếu muốn chuyển đổi nhanh chóng á, không có cách nào khác, chúng ta phải chạy quảng cáo. Mà khi mà chạy quảng cáo thì chúng ta phải cần ngân sách, và chúng ta phải hiểu rất là nhiều về vấn đề về design, về chân dung khách hàng, đúng không? Về vấn đề về target sản phẩm, và chúng ta cần phải phân bổ ngân sách một cách hợp lý, thì chúng ta mới tạo ra được chuyển đổi lớn trong cái quá trình mà làm kinh doanh của mình, đúng không? Và dropship thì là quá tuyệt vời rồi, chúng ta không phải ôm hàng có đơn để cho mới vận ship đi thôi. Nhưng mà tất cả quá trình marketing là chúng ta cần phải tập trung đấy. Và chúng ta cần phải tạo ra những cái trang nó gọi micro, đúng không nào? Nhỏ hơn micro là nano, nhưng mà nano thì siêu nhỏ thì gọi là micro, chứ không phải là gọi là gì ạ, centi, đúng không ạ? Anh em mình làm cái quá là rộng luôn, không ăn thua. Chúng ta chỉ cần làm một size về ví dụ như là thời trang, chúng ta chia sẻ tất cả những thứ liên quan đến thời trang, tất cả mọi thứ về mix đồ các thứ luôn, để thu hút được cái lượng traffic thật là lớn đó, kéo bạn bè vào like, kéo vào share, vào mồi vào, ví dụ như vậy. Rồi là các cái kênh TikTok liên quan đến làm đẹp đó, thật là tốt vào, để có một lượng data vào trong đó, là sau đó chúng ta chuyển hóa nó thành gì ạ, cái kênh bán hàng rất là ok luôn đấy. Và lúc đấy chúng ta xây dựng cái kênh mà gọi là kênh có chiều sâu như là Shopee đấy, cũng không cần phải quá là nhiều, tạo một cái Shopee 100 sản phẩm cũng không ăn thua đâu. Thực tế một cái Shopee tầm 5-60 sản phẩm là ổn lắm rồi. Và lúc đấy mình phải tối ưu. Bây giờ ấy, có một cái cao thủ làm Shopee ấy, người ta nói rằng như thế này này, mà admin đã nói rất là nhiều lần trong năm trước rồi. Bây giờ mà cạnh tranh về giá đấy ở trên Shopee ấy, thì còn cái nịt thôi, đúng không ạ? Không thể cạnh tranh bằng giá được. Và làm dropship và lúc nào cũng đòi giá rẻ. Admin nói thật luôn này, cái thằng mà tạo ra sản phẩm á, nó giá nó còn không rẻ nữa thì không bao giờ chúng ta có giá rẻ. Còn lại mà giá rẻ đấy thì phải chọn ngách thật là tốt, và nó đang trend thì chúng ta xác định lấy cái đó, thì chúng ta phải kiếm, phải vắt óc suy nghĩ rồi. Còn nếu mà chúng ta muốn mà chiến ngay những cái ngách mà chúng ta thích, không cần, đúng không? Không cần gì ạ, không phải là giá rẻ, thì chúng ta phải tập trung đầu tư vào gì ạ, tập trung vào content, mà content nó phải chuẩn SEO. Các bạn hiểu không, hiểu chuẩn SEO là gì ấy, thì inbox về admin, tôi giới thiệu cho anh mình khóa học của tôi, hướng dẫn cho anh mình cái tốt về SEO, chắc chắn lên top đó. Và gì ạ, không thể cạnh tranh bằng giá được, chúng ta phải cạnh tranh bằng chất lượng, xoáy vào những cái chất lượng mà chúng ta tập trung vào SEO. Tôi biết chắc chắn rằng những thằng mà có sản phẩm chất lượng nó sẽ không biết SEO, ít lắm, đúng không ạ, ít lắm. Nó lên shop môn nhưng mà nó SEO là không chuẩn mà. Bạn tin lên shop môn đấy, shop đi môn đấy, đúng không ạ? Nhưng mà content không chuẩn SEO bình thường, đúng không? Bình thường Shopee bình thường thôi, lên top luôn. Shopee môn kiếm không ra luôn, chỉ lúc nào cũng chạy quảng cáo rồi, và không thể nào đua chạy quảng cáo được đâu. Phải SEO, và SEO là từ khóa tìm kiếm, phải hiểu được từ khóa tìm kiếm, phải kiếm được cái từ khóa tìm kiếm và có top thì mình mới cạnh tranh nổi trên thị trường, phải tồn tại trên thị trường được. Và về lâu về dài phải SEO chắc chắn luôn. Và đấy là tư duy của gì ạ, tư duy của MMO thế giới luôn. Cái không phải là cái này của tôi nói đâu, mà cái này tất cả những cái anh đó, đúng không? Các bạn có thể đọc content tiếng Anh, hoặc là lên các blog tiếng Anh kiếm đi, đúng không ạ? Trong các diễn đàn đấy có rất là nhiều, đúng không? Các blog nổi tiếng làm chia sẻ kiến thức về làm MMO, làm dropship với affiliate đó, thì gì thì luôn luôn người ta nói rằng là bây giờ các bạn đừng có tập trung. Tôi nhớ không nhầm ấy là trước đây có một cái ông đó là admin khá là hay theo dõi, nói ông ấy chỉ làm một cái thôi, bán hàng trên Amazon với eBay, là ông làm ra một cái micro size là chuyên ngách, không có làm lan man. Đèn ngủ đó, đúng một cái loại gọi đèn ngủ thôi, order từ hàng từ Amazon tao bao về, làm affiliate với cả làm dropship vậy, đúng một cái loại đèn ngủ thôi, không làm cái gì khác. Thành công vãi luôn, một tháng 500.000 đô, bạn kinh khủng khiếp luôn đấy, tháng đỉnh cao ấy. Nên ra là chúng ta hay có một cái tư duy để bán nhiều thứ, nhưng mà chúng ta không đi vào chiều sâu, chúng ta không làm tới cùng, chưa bao giờ chúng ta làm tới cùng. Tôi nói thật sự luôn đấy, làm tới cùng là gì ạ, phải làm giống ví dụ như tôi 3 năm trước tôi nói rằng tôi sẽ làm MMO, 3 năm sau tôi vẫn thế, chưa bao giờ tôi bỏ cuộc, chưa bao giờ tôi nản lòng. Mặc dù có những lúc khó khăn, mặc dù có những lúc mình cũng mệt mỏi, mình cũng nản bỏ cuộc chứ, nhưng mà đến bây giờ mình vẫn lay lắt tồn tại được tới bây giờ. Để tạo ra một cái cộng đồng này có mấy chục ngàn người, thật sự luôn là rất là nhiều người làm, rất là nhiều người ra kết quả. Và kết quả của mình có rất là nhiều, từ affiliate, từ kinh doanh và từ dropship, rất là nhiều, để có những cái kinh nghiệm để chia sẻ với anh em mình. Và chúng ta chưa nào bao giờ làm tới cùng hết, và chúng ta không bao giờ thấu hiểu hết. Chúng ta muốn ăn cái ngọn hơn là chúng ta việc xây dựng cây gốc. Và việc xây dựng cây gốc nó không hề đơn giản, giống như là xây nhà, chúng ta phải có cây móng. Và cái móng ở trong dropship và trong kinh doanh là gì? Đó là hệ thống kênh. Lúc nào chúng ta cũng muốn có đơn, nhưng mà cái đơn đúng không? Chúng ta phải hình dung bằng đơn nó có từ hai phía. Một là ngắn hạn, hai là dài hạn. Ngắn hạn là những kênh như là bán hàng trên Facebook, trên Marketplace, bán hàng trên group, bán hàng thông qua mối quan hệ. Ok, ổn lắm, tuyệt vời. Nhưng mà về dài hạn chúng ta phải học về SEO, học về web, học về content, học về xây dựng hệ thống kênh. Và chính cái điều này là chúng ta tạo sự cạnh tranh, nên chưa bao giờ tôi so sánh giá với bất kỳ đối thủ nào. Và tôi làm để cho người khác hỏi là tại sao cùng một cái cáp mà thằng kia nó bán được 200.000 còn mình chỉ bán được 75.000. Mình phải bán cao để cho người khác đã học. Tất nhiên là gì ạ? Tất nhiên là mình vẫn phải xây dựng những kênh để cạnh tranh ngang với đối thủ. Ok, đúng không? Nhưng mà mình phải làm được ra những cái kênh mà mình bán được gấp 3 lần đối thủ. Vậy thằng nó mới để mình. Và đó là câu chuyện có thật. Chứ mà admin bán một bộ cáp như thế này tầm 400-500.000 có luôn. Tại vì tôi target vào trong những giới gọi là giới nhà giàu, giới văn phòng, giới công chức. Đúng không? Vị thế của mình là vị thế công chức. Mình không có target lan man, đúng không? Không target mấy chục nghìn tốn thời gian. Mình target thẳng vào những người mà có tiền chịu chi luôn, đúng không? Bạn bán 10 sản phẩm bằng admin bán 1 thôi, cùng là sản phẩm đó thì mới ổn. Và đó là cái góc nhìn của mình, để mình dành thời gian cho cái việc khác. Rồi cuối cùng ấy, cái nào hơn tùy, đúng không? Bán lẻ mình bán rẻ, mình bán sọc sàn mình vẫn bán mà, nhưng mà mình target những cái thời gian mình vào mình target vào những cái nội dung content nó chất để mình bán những giá cao. Đó là cái tư duy. Và bán hàng trên Shopee là như thế này, chúng ta phải SEO top là điều đương nhiên, là không thể nào mà chạy quảng cáo mãi được đâu. Sẽ chạy quảng cáo mãi được, nhưng mà nếu mà không SEO ấy, chúng ta sẽ chết trong về lâu dài. Và về SEO ấy, ok, đến một lúc nào đó sản phẩm chúng ta có top là một cái lợi thế cực kỳ khủng khiếp. Và việc của chúng ta chỉ là bút đơn thôi. Bút đơn thì chúng ta cần phải thuê dịch vụ để không bị chết. Đấy, bút đơn sạch, chứ không phải chúng ta bớt bút là cứ bút lấy cái nick của chúng ta để tự mua là chúng ta sẽ chết kênh ngay lập tức đấy. Chúng ta phải sử dụng một hệ thống nick mà phải là nó phải mua theo cái tỷ lệ click nữa, phải có tỷ lệ chuyển đổi, chạy quảng cáo mồi sau đó mua để nó không bị chết. Ok chưa? Đó, sau đó là mình bút seeding vào, bút đánh giá các kiểu vào trong đó và gì ạ? Và chúng ta chuẩn thật là chuẩn SEO. Lúc này chúng ta mồi quảng cáo thôi, mồi để giữ top sản phẩm đó, và mồi rất là nhẹ thôi thì cũng vẫn ra đơn bình thường. Đó là bí mật, đúng không? Còn đó là nội tại kênh Shopee. Sau đó là chúng ta làm ra những kênh như là Instagram, chúng ta làm ra những kênh fanpage, chúng ta làm ra những kênh TikTok để kết nối với nó, Pinterest đấy, hoặc là bán hàng qua nhóm group, tạo ra những cái tạo ra những cái chương trình giảm giá. Sau đó chúng ta connect lại, mix với nó, các kênh này mix với nhau và nó sẽ tạo ra một hệ thống. Và đó là việc của người làm dropship, đó là việc mà làm MMO đấy. Còn khóa học SEO ấy, admin có một cái kênh chuyên về đào tạo, đó là kinh doanh online z.com đấy. Các bạn có thể lên trên kinh doanh online z.com là học luôn trên đó. Bạn có thể gõ kinh doanh online z.com đó, hoặc là bạn gõ là bí mật SEO top Google ở trên Google á. Đây, bạn gõ bí mật SEO top Google chẳng hạn, bí mật SEO top Google đấy mọi người nhé. Anh em mình lên xem nào, đúng không? Xem, gõ và trong bí mật SEO top Google xem có cái khóa học của admin không, đúng không? Và admin học SEO ứng dụng, không học SEO các cái vấn đề từ khóa quá khó. Tập trung vào từ khóa quá khó không phải là giải pháp đâu. Tập trung vào từ khóa ứng dụng nó sẽ ổn, đúng không? Anh em mình thấy cái link không ạ, trên kinh doanh online z.com, đúng không? Giảng viên Quyết Đào không, ở trên Google ấy, bí mật SEO top Google, mọi người có thể kiếm trên trên Google xem có ra không nhá. Đó là SEO, đúng không nào? Và chúng ta không thể nào mà cạnh tranh hoài được với chạy quảng cáo đâu, đúng không nào? Chúng ta phải học SEO. Và SEO có ý nghĩa này không phải, đúng không ạ? Không phải đơn thuần nó chỉ là, không phải là SEO Google không. SEO này SEO cả Facebook, cả Shopee, nó là thuật toán. Và nó là thuật toán tìm kiếm, và nó chỉ là một số thủ thuật cơ bản thôi. Đó, và học đúng, làm đúng là lên. Thế thôi. Tập trung phát là lên nhá. Nếu mà anh mình muốn xem lại clip thì xíu nữa admin sẽ có lưu video. Ok. Đấy. Thì chúng ta nghiên cứu cái chỗ này. Tiếp theo là chúng ta không thể bán bằng giá được. Chúng ta không thể bán bằng một cách đơn thuần được. Chúng ta phải bán bằng chiến lược. Và hiện tại bao nhiêu chiến lược? Có rất là nhiều chiến lược. Đúng không ạ? Và có rất là nhiều cái cách thức để chúng ta bán hàng. Chúng ta có thể gì ạ? Chiến lược ở đây là chiến lược nội tại về sản phẩm, hay là chiến lược kênh, hay là chiến lược về so sánh, đúng không ạ? Cái khóa học này là về tư duy chạy quảng cáo và chỉ tút chạy quảng cáo. Khóa học này là tư duy về SEO và chỉ tút chạy SEO trên tất cả các kênh luôn, làm đúng là lên, bất kể kênh nào. Đấy, nếu như bạn có thể kiếm được là Amazon Shop đi, kiếm chữ Amazon Shop ở trên Google đi, đúng không ạ? Thì bây giờ là bạn sẽ nhìn thấy là cái kênh website của admin này, kênh Shopee này của admin này, kênh fanpage của admin này, kênh Instagram này, khá là nhiều đấy. Đấy, khá là nhiều đấy về Amazon Shop. Thì mình SEO cái từ khóa thương hiệu này. Đó, để mình bán sản phẩm của mình, đúng không? Thậm chí là có cả TikTok nữa đấy, Amazing luôn đấy. Đấy, từ Amazing, đúng không? Amazing Shop là từ khóa tiếng Anh nhưng mà mình có lên đấy, cả fanpage nữa đấy. Amazing Shop thời trang dẫn đầu xu hướng đấy. Nếu bạn có thể kiếm trên Google cái từ khóa này xem có ra không. Và shop SEO tất, đúng không? SEO tất, ngắt, đúng không? Đó, và không thể cạnh tranh nữa, đúng không? Và bây giờ mình muốn bán cái gì đó, bán cáp, bán phụ kiện này thôi, đúng không? Ví dụ như là cáp này, đánh gọi chữ cáp, admin có SEO từ cáp iPhone Ninh Thuận rồi. iPhone Ninh Thuận nên ra lúc nào cửa hàng cũng có đơn hết, lúc nào đơn hết, đúng không? Đấy, bạn có thể là gõ chữ cáp iPhone Ninh Thuận nhá, sẽ ra QD Mobile, đấy là đến từ khóa quyết đào của admin, đúng không? Và đây là cái shop đầu tiên, QD Mobile và Access Store là hai shop của admin ở Ninh Thuận này. Cạnh tranh gì nhiều với ai, đúng không? Mình cạnh tranh nho nhỏ thôi, đúng không? Các iPhone tại Ninh Thuận hoặc là các iPhone Ninh Thuận thì đấy, bán lòng vòng ở trong cái tỉnh của mình thôi là mệt mỏi rồi. Và SEO cần gì đâu mà SEO gớm, đúng không? Nên ra là anh em mà cao thủ ở trong SEO ấy, tôi không nói. Còn nếu mà đã học thực chiến ấy, là tôi học ứng dụng, tôi không phải là giáo viên về SEO, tôi không phải là kỹ thuật về tất cả các vấn đề kỹ thuật, tôi chỉ làm những cái mà nó đang chuyển đổi trong cái shop của mình. Và tôi chỉ hướng dẫn lại anh em mình những cái thực tế mà nó ra được chuyển đổi. Thế thôi. Đấy, đang nói về vấn đề về chiến lược. Nó có chiến lược về sản phẩm này. Nó chiến lược về hệ thống kênh này. Đấy, có chiến lược đối với khách hàng này. Chúng ta phải học chiến lược và chúng ta phải hiểu như này này. Chắc khả năng em mình sẽ ít được nghe thấy vấn đề về chiến lược. Trong mối quan hệ kinh doanh đấy, nó sẽ gồm sản phẩm. Đúng không? Thông qua kênh để tiếp cận khách hàng. Thì khi mà làm chiến lược sẽ làm chiến lược cho sản phẩm, chiến lược cho kênh và chiến lược cho khách hàng. Đây là tư duy đỉnh cao trong vấn đề là làm chiến lược. Và khi chúng ta làm mấy thứ, chúng ta thường là bán hàng trên kênh thôi, đúng không? Và chúng ta cứ đăng bán hàng trên kênh, chúng ta cứ đăng nhưng mà có kết quả không ạ? Kết quả rất là ít, đúng không? Hoặc là không ai mua, hoặc là có người hỏi nhưng mà không ai mua. Tại vì sao ạ? Chúng ta đang bán bằng cơm, đúng không? Chúng ta đang bán bằng cơ bắp. Và khi mà bán bằng cơ bắp ấy, mệt, rất là nản, và chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Chúng ta phải bán bằng trí não, chúng ta phải bán bằng chiến lược. Tức là sao? Như thế này đi. Thay vì bạn và tôi bán một cái sản phẩm ok cùng giá luôn, mấy cái cáp phải bán 99k free ship đi, đúng không ạ? Chấp luôn là free ship ngang nhau. Đấy, tôi còn tặng quà thêm nữa, đúng không? Ví dụ như tôi tặng cho họ là cái voucher nó để giảm giá khi mua hàng tại shop. đấy. Hoặc là gì ạ, tôi bán cái này tôi cũng bán vẫn là tính ra cái giá chi phí bán đầu ra vẫn là 99k, nhưng mà giá cốt của tôi kèm thêm một sản phẩm nữa, tôi bán cái cáp này tặng cái tai nghe giá cao hơn một tí, nhưng mà tính ra vẫn bán bằng như vậy. Tôi sẽ bán hòa bốn cái tai nghe đó. Tai nghe ví dụ như giá cốt là 40.000 cộng cái cáp này 50, đúng không? Tôi bán 149.000. Cáp tặng cái tai nghe này giới hạn chỉ có 10 cái thôi thì là bạn sẽ bị đánh bật ra khỏi thị trường luôn. Các bạn tuổi gì cạnh tranh với tôi, đúng không? Người ta cũng cùng một cái, tôi bạn target vào vị trí, đúng không? Tôi target vào vị trí đó luôn, sản phẩm giống hệt bạn luôn, hình ảnh đẹp hơn, cho là hình ảnh bạn đẹp hơn đi, đúng không ạ? Chấp bạn luôn đấy. Và tôi tính tiền theo đơn, tôi không tính theo sản phẩm. Và chúng ta hay có cái tư duy là bán sản phẩm, một cái sản phẩm là lời 50 hoặc là 100, tức là tổng nhầm nhầm 10 sản phẩm là lời 1 triệu, đúng không? Đó là tư duy nhỏ lẻ. Bạn nên nhớ rằng đấy, tất cả các KFC, tất cả các Vincom, Vinmart, nó bán hàng nó dựa vào doanh số, nó dựa vào doanh thu, và doanh thu nó đến từ combo tức là hơn 2 cái, đúng không? Hơn 1 cái tức là combo. Để ý đi xem có đúng không, ít khi mà nó bán 1 cái, bán 1 gói mì tôm, bán cả thùng chứ. Chấp nhận bán nhỏ, đúng không ạ, nhưng mà nó sẽ bán lời khủng đấy. Đấy, và gì ạ, tôi tính tiền theo số lượng đơn hàng. Có một đơn tôi lời 50, tôi không bán theo cái. Nếu mà bán theo cái có thể là gì ạ, tôi sẽ không bằng bạn, đúng không? Nhưng mà bạn bán theo cái, bạn sẽ bị áp lực về tâm lý để lợi nhuận. Lúc nào bán 1 cái lời 50, bán 2 cái lời 100, 3 cái lời 150, đúng không? Còn tôi tư duy khác, thậm chí bán 3 cái tôi lời 50 thôi. Lúc này á, là chúng ta bán bằng cơ bắp nó sẽ toi, không bán bằng chiến lược chúng ta sẽ chết đấy. Ok, đó là vấn đề về gì ạ? Về giá sản phẩm. Áp dụng cái này thôi là các bạn đã cảm thấy là mình đang ở một cái đẳng cấp khác rồi. Ok, các bạn cảm thấy hay đúng không ạ? Hay thì là comment tuyệt vời, đúng không ạ? Hay là cảm thấy hay thì còn comment cái gì đó, đúng không ạ? Khen tí đi, kể tiếp cho, đúng không ạ? Hướng dẫn tiếp vấn đề chiến lược tiếp theo này. Chưa mà mấy ông kia được học đâu, nó khẳng định luôn, cái Zoom này Zoom mới luôn. Kể cả ông Quát Trinh, cả ông Special luôn, cả ông VIP member cũng chưa được học luôn. Thật sự luôn đấy, admin đang cần tìm chân ái. Tôi có nhiều ý tưởng, tôi có nhiều cái vấn đề lắm, nhưng mà thực thi nó anh em làm được không đáng kỳ vọng thật sự, chứ không phải là về thiếu chiến lược, thiếu sản phẩm hay thiếu giá đâu. Nhiều cái nó ngon lắm nhưng mà thật sự là mình, bản thân ai cũng vậy thôi, có đâu có 3 đầu 6 tay đâu, không phải là 3 đầu 6 tay được. Nhiều khi mình cảm thấy tiền đấy nó chạy ngang qua mặt mà mình nhìn nó mà tiếc nuối, thật sự là như vậy đó. Chứ không phải là anh đi làm nhiều cái mà ra tiền nhiều lắm, nhưng mà khi mà truyền đạt cho anh em mình truyền làm không hết ý được. Nó tại vì em mình không có nhiều kinh nghiệm trong thực chiến đấy, anh em mình quá bận rộn trong những cái vấn đề khác, nó thiếu cái sự kiên trì, không bao giờ thành công nổi. Ok, đó là về chiến lược, về giá thôi nhá, về giá sản phẩm thôi. Là bạn đã toi rồi, trên thị trường là bạn đã cạnh tranh đâu nổi rồi, đúng không? Nó bán 3 cái để nó lời như vậy, mình bán có cái, đó là tư duy Shopee. Nên Shopee nó bán lời sát phạt, nó lời 10.000. Bạn tin không? Bạn của admin bán sản phẩm một cái ví giá lời 5.000 thôi, nó bán. Ủa sao bán rẻ vậy? Trong ngày làm đơn. Má ơi, đúng rồi. Nó nói vậy là mình diện nhột, nên mình phải về thay đổi tư duy, đúng không? Các bạn lời bé tí thôi nhưng mà một ngày tính làm đơn là 5 củ. Nó đâu cần biết thị trường là gì, nó bảo là chết sản phẩm này tao đi kiếm sản phẩm khác tao bán, chứ đâu phải là chờ thị trường đâu. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà không làm ấy thì thằng khác sẽ làm, nó phá nát bạn luôn, dẫm đạp bạn luôn, chứ chờ bạn sống ấy, đúng không? Chờ bạn bảo toàn đấy, đúng không? Trên thương trường và chiến trường là chỗ đó. Mình lúc nào nói rằng trời ơi em thất bại vì do thằng Shopee mấy bọn nó bán phá giá quá nên em bán không được, chứ không phải là em bán là trước đây em bán nhỏ em thấy ngon lắm, chứ không phải là em bán không được đâu. Mà trên Shopee là trên mấy cái sàn bọn nó phá giá quá, bọn nó làm gì, đúng không? Nó chẳng ngại bạn là ai đâu, đúng không? Giết được là nó giết thôi chứ nó đâu có biết được mình là ai đâu. Chắc chắn rồi, đúng không ạ? Nên bán khuyến mãi để lấy khách ban đầu, đấy là điều đương nhiên. Đối với sản phẩm tốt, hãy khuyến mãi thật là nhiệt tình vào đó. Ok, đó là ép về giá, về sản phẩm là chúng ta toi rồi. Cái 1 thứ 2 đó là làm chiến lược cho kênh, đúng không? chiến lược cho kênh này, một số anh em mình nếu mà tinh ý sẽ nhìn thấy này. Ví dụ một số cái shop này là gì ạ? Tặng, đúng không? Tặng 20% hay là 15% khi mua hàng tại shop, đúng không? Hoặc là tặng 15% hoặc 20% khi mà mua hàng online. Đó. Mà cái tại shop đó là một số cái liên quan đến như là spa, mỹ phẩm các thứ, người ta sẽ cần định vị ở quanh khu vực đó, hay là ăn uống, nó cần check in. Còn đối với những cái sản phẩm mà bán ship được ấy, nó sẽ bán giảm 15% khi mà mua hàng online. Thì lúc này chúng ta cái tư duy này nó là gì? Là marketing, chiến lược marketing cho kênh bán hàng chứ không phải là cho sản phẩm. Có nghĩa là khi mà mày mua qua Shopee thì tao thì chắc chắn mày sẽ được giảm 20.000, 20% hoặc là 20.000 tặng cái voucher gì đấy. Đó là vấn đề. Và khi mà chúng ta PR đó, chúng ta không tạo ra sự so sánh thì khách hàng sẽ rất là khó mua. Ok, và anh có thể là thấy trên Shopee này này, nó bán cái sản phẩm như thế này này, 200.000 cơ anh ạ. Sản phẩm em bán đấy rẻ hơn nó rất là nhiều, đúng không? Có gì ạ? Có 150 à? Đó là sự so sánh giữa hai kênh. Và khi mà chúng ta làm giá, đúng không, thì khi mà chúng ta tư vấn thì chúng ta mất thời gian tư vấn. Chúng ta nói rằng khi mà anh mua qua cái fanpage hoặc là mua ra gì ạ, mua qua cái website này này, hay là qua cái Shopee này này, dẫn về cái kênh landing page chẳng hạn, mua qua cái landing page này này để lại thông tin khách hàng thôi là nhân viên của tôi sẽ ship hàng cho ông. Đó, và ông mua ở trên này ông sẽ mặc định ông được giảm giá 20% nữa. Đúng không? Đúng vậy, định vị khách hàng vào lúc này là sẽ là gì ạ? Tư duy về kênh, marketing cho kênh. Nên ra khi mà làm content đó là lúc nào đăng một cái sản phẩm mà giảm giá 15% khi mua hàng qua web, giảm giá 20% khi mua hàng qua Shopee. Sản phẩm là y hệt, sản phẩm là chất lượng luôn, đúng không ạ? Lúc đó đúng không? Chúng ta kéo phễu về thì lợi hơn thì người ta sẽ mua nếu như sản phẩm đó là chất và đã qua xem review của mình rồi. Review là hệ thống kênh mà xem qua review rồi ấy, thì người ta sẽ tin tưởng mà người ta sẽ mua. Đừng có ngại là vấn đề ấy, là người ta sẽ mua của thằng khác trên cái kênh Shopee chẳng hạn. Đừng có sợ. Vấn đề là gì? Đây là việc của chúng ta, còn mua hay không đó là việc của khách hàng, đúng không? Chúng ta đừng có sợ là dẫn kênh cho thằng khác. Tại vì sao? Nếu chúng ta không làm, thằng khác cũng làm mà thôi. Còn lại thị trường đó là gì? Thị trường ở đó là khách hàng nó ở trên nó mãi mãi mà người ta tiếp cận được đấy thì người ta cảm thấy ok, người ta sẽ mua. Thế nên rằng nhớ rằng đấy, có những người làm affiliate đấy, đâu phải sản phẩm của mình đâu, đúng không? Affiliate không phải sản phẩm của mình mà mình vẫn còn phải PR. Có thể là nó mua, có thể là không mua, người ta không còn quan tâm. Trong cái tư duy làm affiliate hoặc là tư duy xây dựng kênh ấy, không quan tâm mày mua ở đâu. Vấn đề tao quan tâm là tao trao cái giá trị lại cho mày trên kênh của tao. Mọi người hiểu tư duy này không? Tức là khi mà tham gia, ví dụ như đọc cái blog của tôi thì anh em mình sẽ nhận được cái kiến thức từ cái blog này và giữ chân mọi người ở cái blog của tôi. Không phải vấn đề là mọi người mua sản phẩm qua link affiliate của tôi hay là link affiliate của thằng khác. Không quan trọng. Quan trọng là giữ chân trên cái site đó, giữ chân trên cái fanpage đó, giữ chân ở trong cái nhóm đó. Lần này không mua, ok, lần khác sẽ rẻ hơn, nhưng mà lần sau sẽ mua. Và việc của mình không biết trên thị trường ấy, là bao nhiêu người ta sẽ tương tác với cái sản phẩm, cái bài viết của mình. Đó là vấn đề về xây dựng hệ thống kênh. Nên chúng ta phải làm content nhiều lên, đẩy lên, đúng không ạ? Rồi sẽ chuyển đổi. Hình dung là như vậy. Đó. Đây là chiến lược cho gì ạ? Cho kênh. Bán một thời gian khi mà có lượng khách hàng rồi, đúng không nào? Lúc nào cũng vậy hết. Bạn có thường xuyên được home credit, đúng không? Bạn nào trả góp rồi? Trong đấy bạn nào trả góp ngân hàng chưa? Đúng không? Hay anh em mình có đi hội thảo chưa? Anh em mình có bao giờ nhận được cuộc gọi thoại em ở bên tài chính không ạ? Em ở bên bảo hiểm rồi. Thậm chí là em ở bên nhà đài gì đó, chương trình khuyến mãi không ạ? Đó là chiến lược cho khách hàng. Ok. Và chúng ta không làm chiến lược cho khách hàng, đúng không? Đấy, chính xác. Đó là làm cho chiến lược cho khách hàng. Thằng đối thủ nào không làm, thằng khác nó sẽ làm thôi, đúng không? Và đến ngày tri ân, đúng không? Hôm trước là ví dụ như là khách hàng nó là như thế này, bạn của mình mua hàng đó là khách hàng. Ok, hôm trước đó, chiến lược bên cái công ty của tao có nhiều cái voucher nó tốt lắm. Mày mua cái cục sạc này á, trong ngày hôm nay, ngày hôm qua đấy, nó giảm 30%. Cái này nó có 10 suất thôi. Đó, tao dành cho mày. Nếu mà mày mua hoặc là bạn bè mày mua thì giới thiệu cho tao. Đơn thuần nó là như thế. Nó bán được tiếp, đúng không? Là cái cáp này hay cái cục sạc này tiếp tục PR giảm giá cho khách hàng của mình. Khách hàng đã mua hàng, khách hàng đã like fanpage, dành cho ngay, đúng không ạ? Giảm giá 15%, 20% cho những người đã like fanpage và chia sẻ bài viết này, hoặc là tag hai người trên cái tên này, đó là gì ạ? Đó là chiến lược cho khách hàng, đúng không? Nếu như mà để các ông mà đi học một khóa chiến lược á, trời ơi, nó sẽ chia cho mình, nó vẽ ra khoảng tầm 101 cái chiến lược. Mình nhớ đắm đuối luôn. Nhưng mà nếu mà các ông mà học tôi, ông chỉ nhớ 3 vấn đề, đúng không? Tại vì nó xuất phát từ đâu ạ? Xuất phát từ bản thân mình này, đúng không? Đấy, xuất phát từ gì ạ? Sản phẩm, xuất phát từ kênh quảng bá nó, hoặc là xuất phát từ cái thằng mua hàng. Thì bây giờ mình làm chiến lược làm sao nó xoay quanh 3 đối tượng này thì chắc chắn rằng đấy là gì ạ? Mình sẽ win trên thị trường. Và chúng ta thường đấy là gì ạ? Bỏ sót các cái vấn đề trong cái quá trình của marketing. Thế chúng ta làm nhiều, làm quần quật, đúng không? Bằng cơ bắp mà, làm như con trâu chẳng bao giờ ra kết quả. Thật sự luôn đấy, rất là khó, và đấy là điều đáng tiếc trong cái quá trình là làm marketing của mình. Tôi không có làm nhiều đâu. Ví dụ như là tôi muốn làm về một cái ngách nào đó, về giày chẳng hạn. Tôi xác định khách hàng của mình đó, tôi bắt đầu target, đúng không? Target vào hội người yêu cũ, đấy, nó sẽ mua giày của mình, ví dụ thế. Mà điều kiện là mình không có người yêu mới, nó sẽ mua. Chứ bây giờ mình đang yêu con khác, con người yêu mình nó sẽ vả vỡ mồm, đúng không? Đấy, ví dụ thế, đúng không nào? Chuẩn luôn chứ sao mà sai được. Ví dụ thế thôi, đúng không ạ? Nói vui như thế, nhưng mà thì anh em mình hiểu là cái vấn đề target, thấu hiểu insight nó điều quan trọng, đúng không? Thấu hiểu insight là điều quan trọng. Ví dụ mình làm giày, mình làm thời trang chẳng hạn, mình phải target vào những hội chị em bận gì chứ, bạn bè cũ chứ, đúng không? Mà nó phải là nữ, đúng không? Nữ nha, nhưng mà gì ạ? Nó phải là có điều kiện. Đấy, vì độ đẹp trai của mình nó sẽ mua ủng hộ. Sơ sơ là như vậy. Xong bắt đầu ấy, từ gây dựng, từ cái việc mà những người đã mua đấy, ok, tiếp tục sử dụng chiến lược cho khách hàng, giảm giá nhiều vào, cho quà, đúng không ạ? Tặng quà nhiều vào. Xong bắt đầu ấy là yêu cầu ấy, ok, hàng tốt, hàng đẹp nó sẽ chia sẻ cho mình, nó sẽ giới thiệu bạn bè của nó cho mình, hội chị em, bạn gì, cô gì, chú bác của nó sẽ mua cho mình. Và trong quá trình kinh doanh nó chỉ cần 10 sản phẩm thôi, 10 khách hàng thôi là đã đủ ấm no rồi, hạnh phúc rồi. Thật sự đó là cái cách mà bỉm sữa làm thôi. Mà anh em mình nhìn thấy nhiều bỉm sữa người ta làm thành công, anh mình ngưỡng mộ những đứa mà làm bot mỹ phẩm này kia ấy. Bản thân nó là như thế đấy. Chúng ta phải thấu hiểu câu chuyện kinh doanh, đúng không? Và chúng ta luôn ngưỡng mộ hàng khác, nhưng mà trong khi đó chúng ta hoàn toàn có khả năng đối với một cái sản phẩm phù hợp, nhưng mà chúng ta không làm. Admin từng bán một cái, từng dán một cái tấm cường lực mà chốt được mối sale hơn 20 củ. Dán tấm cường lực đó, sau đó là gì ạ? Mình ngồi mình chốt sale, chốt được cái cáp, chốt cái cáp, xong rồi chốt được 2 cái iPhone, sau đó là chốt được 2 cái laptop. Sale đó là hơn 30 mấy triệu luôn, bán cho ông kỹ sư đó. Mà mình cảm thấy mình nói chuyện có duyên, đúng không ạ? Và ông ấy cũng cảm thấy sự nhiệt tình của mình ấy. Mình tư vấn, mình xin số điện thoại, mình tư vấn về điện thoại cho ông gọi bạn ông lên mua 2 cái. Xong mình mua laptop Dell 7240 rất là mạnh luôn, rất là ok, rất là mạnh trong cái tổng phân khúc đó. Lúc đấy nó chỉ 6.707 triệu thôi, rất là rẻ. Ở bên trên mạng lúc đó là hơn 1 năm trước, 2 năm trước thì nó rơi khoảng tầm 8 triệu. Dell 7240 ấy, đúng không? Hoặc là 7440 đấy, mọi người sẽ biết hai dòng đó. Đó nó rơi khoảng 7-8 triệu đấy, 1 năm rưỡi, 2 năm trước. Nó khá là tốt nếu như mà cái hàng Line 99 mình bán cho ông ấy, ông lại dẫn theo cái bạn của ông ấy lên mua nữa. Mà cái sale đó mình bán, tính ra mình bán được gần 30 triệu, 30 triệu cái sale đấy. Và đó là tư duy câu chuyện ở chỗ này. Đúng không? Cái tư duy câu chuyện là chỗ này. Và chúng ta bán hàng ấy, hôm trước Zoom á, đúng không? Hôm trước học ấy, trong cái khóa học buổi học hôm trước thì mình đã chia sẻ cho em mình rồi. Vậy không ai bán hàng bằng thông số kỹ thuật nữa. Bán thông số kỹ thuật đó là mình kiểu như là bán thực phẩm chức năng, đúng không? Mà thực phẩm chức năng bây giờ cũng không bán bằng thông số kỹ thuật. Bây giờ bán thông số kỹ thuật khả năng là mình sẽ bán máy tính, bán PC được, đúng chính xác, bán PC, bán thông số kỹ thuật. Còn bây giờ người ta bán với nhau còn gì ạ? Người ta bán hàng bằng câu chuyện. 90% hiện tại là bán bằng câu chuyện, đúng không nào? Và mình không có câu chuyện thì mình sẽ không bán được hàng, đúng không nào? Và cái quá trình kinh doanh này, bán sản phẩm đó bán bằng câu chuyện. Đó là lý do tại sao chúng ta hay thích xem review. Các bạn thích xem review không? Chắc chắn luôn đấy, là chúng ta rất là thích xem và đọc review. Đó, bao nhiêu người thích xem review ạ? Thậm chí là review phim, đúng không ạ? Thích không ạ? Đó là tư duy, tại vì mình thích nghe chuyện, thích quá gì đó, tôi thích lắm luôn này, đúng không ạ? Cái gì review ấy, cái gì hay hay mình đọc, mua sách mình cũng xem review có hay không, mình sau đó mình mới mua ấy, đúng không? Sau xem phim có hay không mình xem review trước chẳng hạn, ví dụ như thế. Và tư duy review đó là cái tư duy câu chuyện. Đó, mình mặc định nhau như vậy, và bán hàng không có câu chuyện là chúng ta sẽ không bán được hàng. Ngày hôm trước là đã gửi cho mọi người một cái tút rồi đó. Là gì ạ? Bán cái cáp này. Lại là câu chuyện cái cáp, đúng không ạ? Vào tham gia nhóm, đúng không ạ? Báo rằng đó là tôi là mới mua cái cáp. Nhưng mà hiện tại là tôi đổi dòng iPhone thành dòng Samsung. Tôi nhượng lại cái cáp. Đó. Cha con nó vào mua mầm luôn. Đúng không? Tại vì đó là câu chuyện của mình, có nghĩa là cái thằng này đang sử dụng iPhone nhưng mà bây giờ nó đổi sang thằng Samsung rồi, và bây giờ nó đang dư một cáp, mình có thể mua cái sản phẩm này của nó. Đó là câu chuyện, đúng không nào? Hai nữa là cái câu chuyện ngày hôm trước này mình đã nói rồi, đúng không? Và tháng áp dụng thành công ấy, là mình mang đồ ra, đúng không ạ? Mình giải lên cái tấm vải hay cái áo gì đấy, chụp loang ngoang mấy tấm hình, đúng không ạ? Hay là giải ra nền. Hôm nay tôi mới dọn phòng ra, không ạ? Và hiện tại đang cần thanh lý một số sản phẩm như sau. Đưa cái hình đó vào trong cái group đó. Đó thật luôn, đúng không ạ? Và ông nào ấy cần, đúng không ạ? Cần gì báo tôi bán giá sặc máu, kiểu thế. Đấy. Ô, bạn ơi, bán cho mình cái cáp, bạn ơi, cái cục sạc còn dùng được không, đúng không? Bạn ơi, bán cho mình cái tai nghe kia được, đúng không? Bạn ơi, bán cho mình cái đầu sạc, đúng không? Bạn bán gì cũng được, đúng không? Bán gì cũng được, đúng không? Còn dư hộp bao cao su ấy, để lên trên đấy bán luôn. Đó là điểm nhấn ở trong cái content của mình. Đó là điểm nhấn đấy, đúng không? Đó là điểm nhấn, đó là đẳng cấp đấy, trong marketing đấy. Không đơn giản đâu, không, các ông thử đi. Ở trong cái cộng đồng đấy nó vài trăm bình luận đó. Đó, và đặc biệt cái bán hàng bằng câu chuyện này, ông vào trong cái phùng gì đó. Tôi có một cái nick ảo, vô tình nó vào trong cái nhóm này hay lắm, thú vị lắm. Đó là gì ạ? Cái gì phòng thú tội đấy, bit.vn gì đấy, ông vào trong đó có nhiều ông ấy, tôi không biết đó là admin hay là gì, nó bán hàng bằng câu chuyện cực kỳ hay. Tức là nó kể chuyện như thế này, cái phòng thú tội đấy là toàn nói chuyện những cái vấn đề về gia đình thôi, nhưng mà vấn đề về yêu đương mà nó kiểu hay ho, đúng không? 18+ đấy. Và đấy là ông đó là ông kể chuyện đấy là sau khi mà lấy chồng, đúng không, là cao giáo đẹp. Thôi hôm trước mới đọc kể câu chuyện cho các ông nghe là lấy được thằng chồng ngon đấy, sáu múi các kiểu, nhưng mà lại bị yếu đấy, đúng không, là súng ống to, đạn dược khỏe lắm, đúng không, nhưng mà chỉ được có phút thôi, mà nó kể một vòng đấy, đúng không, một trang nửa trang A4 đấy. Mình đọc mình cảm thấy thú vị ấy, vui ấy. Chốt lại ở cuối ấy, là sau khi mà được cái thằng này thằng kia giới thiệu cái thuốc này thuốc kia, đúng không, thì là đã được cải thiện, và bây giờ là tôi cảm thấy rất là hạnh phúc đấy. Bán hàng, nhưng mà bán hàng bằng câu chuyện. Cái bài đó cực kỳ khủng khiếp luôn, không biết là ở trong này ông nào ở trong cái nhóm đấy không nhé. Tôi có một nick ảo ở trong cái nhóm đấy, đấy thực tế luôn đấy, tôi quên mất câu chụp hình lại. Tôi cảm thấy đẳng cấp ở trong bán hàng nó là phải như vậy đấy. Like đâu đó là khoảng tầm 3-4 nghìn đấy, 1.000 mấy 2.000 đấy, hay là 3-4 nghìn like ấy, và bình luận nó cũng như vậy luôn. Tôi chắc chắn rằng ông đó bán hàng luôn đấy. Tại vì ông để cái link affiliate ở trên đó, mà link affiliate đó là link affiliate của thằng gì ạ? Cái link affiliate đó là link affiliate của thằng Access Trade. Nên thành ra tôi không biết được là thằng đó là thằng admin hay là thằng đó là thằng nào, nhưng mà tôi biết chắc chắn cái thằng mà làm như vậy đó, nó được học marketing một cách đỉnh cao ấy. Cái câu chuyện rất là hay, rất là thú vị và chốt sale đỉnh cao đấy. Đó là tại sao mà có những người ta bán hàng tốt. Vừa xong tôi nói cho mấy ông biết rằng đây là gì, ông phải xác định được chân dung khách hàng, đúng không? Nó khó thì mới có người giàu có người nghèo, chứ nếu mà nó dễ thì thằng nào cũng giàu hết, đúng không? Nếu mà nó dễ thì bản thân thằng nào cũng giàu hết rồi đấy. Nên chúng ta phải hình dung cái điều này, và chúng ta làm marketing ấy, Sản phẩm không có sản phẩm khó bán, chỉ có sản phẩm mà chúng ta chưa tìm được cách bán phù hợp. Nhớ nhá, không có sản phẩm nào khó bán hết, chỉ có sản phẩm là chúng ta chưa tìm được cách bán phù hợp thôi. Tại vì nếu như nó khó bán đấy thì sẽ không có thằng giàu bởi sản phẩm đó, đúng không? Mà bây giờ này tôi nói cho ông biết cái cách để kiếm được cái cách bán phù hợp. Muốn nghe cái cách bán phù hợp không ạ? Tôi có biết cái xuất phát điểm ấy. Bao nhiêu bạn muốn nghe cái vấn đề mà tôi sẽ chỉ ông cái phương pháp kiếm được cái cách bán phù hợp, đúng không? Còn lại như thế nào là do ông quá trình làm, đúng không? Hoặc là tiếp tục theo dõi để min tiếp để học những cái vấn đề tiếp theo. Bao nhiêu ông thích, đúng không? Bao nhiêu ông muốn cái cách bán hàng phù hợp. Tôi biết cái cách để tìm ra được cái câu chuyện này. Ok, tuyệt vời. Nó có những cái điều kiện để tạo nên cái điều phù hợp trong marketing, đúng không? Và nó xuất phát bằng rất nhiều yếu tố. Mà cái yếu tố đầu tiên đó là yếu tố con người. Đấy là chính bản thân mình. Có một số sản phẩm nó muốn bán được, nó cần phải sự phù hợp của bản thân mình. Kiểu giống như ông đi làm sale bất động sản đấy, ông phải là quần vest áo, đúng không? Quần vest áo gì ạ? Áo sơ mi, đúng không ạ? Quần tây áo sơ mi, mặc vest vào, vest mùng các kiểu, xuất phát từ yếu tố con người. Nên bản thân mà ông bán một cái sản phẩm gì đó cao cấp đó, ông cần phải thay đổi lại cái profile cá nhân. Cái profile của ông thiếu, quá thiếu cái sức ảnh hưởng, nó không bao giờ tạo ra giá trị được. Đó thứ nhất. Thứ hai ấy, là cái cách nói chuyện của ông, cách tư vấn của ông. Ông thiếu sự chuyên nghiệp, ông không có trình độ, ông sẽ không bao bán được hàng. Tại vì nó không phù hợp, rõ ràng. Nhớ nhá. Tiếp theo ấy, nó mới xuất phát từ vấn đề là đối tượng ông ta chưa phù hợp. Nên ông bán không được. Sản phẩm rất là ngon, lãi rất là ổn, thằng khác giàu nhưng mà mình không giàu nổi. Tại vì mình target sai đối tượng. Thay đổi lại tệp khách hàng, thay đổi lại cách target khách hàng, đúng không? Và cái kiểu gì đấy ông tự nghiên cứu nha. Đó. Tiếp theo là ông chưa kiếm được cái kênh bán phù hợp. Ví dụ như những cái sản phẩm mà nó giá trị cao, nó đòi hỏi cảm xúc, nó đòi hỏi sự trực quan, mà ông lúc nào cũng thể hiện hình ảnh vào những cái bài viết rất là chán. Hình ảnh và cái bài viết chán đấy không bao giờ bán được nhiều. Bán được like dai đủ sống rồi, ông cần phải làm video nhiều hơn, hay là ông cần phải live stream không? Đúng không? Có nghĩa là cái content PR marketing ấy, nó phải phù hợp. Và liên quan đến content, nó liên quan đến kênh. Có một số cái giống như là làm khóa học, làm affiliate, về đào tạo, về các cái sản phẩm số, ông phải sử dụng kênh YouTube. Ông mà không sử dụng kênh YouTube, ông khó thành công. Buộc phải có kênh YouTube để quảng bá, giới thiệu cái review. Hoặc là ví dụ tôi bán hosting, tôi bán website chẳng hạn, tôi phải nói cho người ta biết là web có lợi như thế nào và cách thức làm ra làm sao, hướng dẫn người ta thì tôi mới bán được chứ. Và tôi không sử dụng cái kênh YouTube và quảng bá bằng video thì chắc muôn kiếp tôi không bao giờ có. Chẳng lẽ tôi cứ nói website tốt lắm, website tốt lắm, tin nổi không? Sẽ có 100 thằng, sẽ có một vài thằng tin. Nhưng mà một vài thằng tin đủ giàu không? Đúng không? Đủ tồn tại không? Không đủ tồn tại và chúng ta sẽ đứt gốc, đúng không? Mà rõ ràng là cái sản phẩm đó một sale lời 50 đô, 100 đô mà chúng ta không thành công. Nên ra là khi mà chúng ta xác định rồi, chúng ta phải tập trung do cái kênh phù hợp. Ví dụ thời trang nó liên quan đến nhiều trong vấn đề về review, về content bằng video chẳng hạn, buộc chúng ta phải xuất vốn ra, chúng ta lấy cái sản phẩm đó về, đúng không? Thuê một cái con bé nào nó xinh nhất cái xóm đó, nhất cái trường đó, thuê mày chụp, đúng không? Mày mặc cho anh chụp bộ hình này, ông anh trả công cho mày. Hoặc là thậm chí là bây giờ anh với mày xây dựng một cái kênh, anh đang thiếu mẫu, bây giờ đấy, mày làm cho anh, đúng không? Lợi nhuận anh mày chia đôi, đúng không? Mình phải kéo theo nó. Tại vì trong làm cái kênh thời trang đó, mình buộc phải có những người như thế, không là không thể làm được. Mà mình là gì ạ? Là thằng đầu tư của nó, là thằng có công, là content kéo hệ thống cộng đồng, mình buộc phải rót. Chứ không phải vấn đề là nam làm sao mà làm thời trang nữ làm được hết, do mình không có làm thôi, mình không có hiểu vấn đề ấy, đúng không? Có bắt đầu mình làm lên thành công đấy, đúng không? Và làm từ từ sẽ thành công đấy, không thể nào mà không thành công được đâu, do mình đấy. Đó. Và sự phù hợp là phải phù hợp bởi cả content, bởi cả kênh, sau đó là gì ạ? Chiến lược cho nó nữa. Những cái chiến lược như vừa xong tôi nói cho anh em biết đấy, chiến lược làm sao đấy phải vẽ làm sao cho nó thật là tuyệt vời cho cả ba đối tượng, cả kênh, cả khách hàng, cả chiến lược cho sản phẩm, cộng tất cả những vấn đề đấy ra nó tạo được cái sự phù hợp. Và bản thân thằng làm MMO, bản thân thằng làm marketing đấy, là phải tìm ra được điều phù hợp cho quá trình kinh doanh của mình, đúng không? Chứ không kinh doanh ông làm cái gì? Ông ngồi chơi à? Chính xác không ạ? Ông phải tìm ra được cái phù hợp. Và admin đã thử rất là nhiều thứ, ví dụ như xây dựng cộng đồng, làm sao để xây dựng cái cộng đồng nó thành công. Mình phải zoom chứ, không zoom anh làm sao mà hiểu được để bán hàng, không bán hàng được thì làm sao mà có chỗ đứng, có vị thế được, đúng không? Không bán được hàng thì anh em sẽ không hợp tác, anh em sẽ không hiểu vấn đề, đúng không? Và chắc chắn rằng chúng ta chẳng bao giờ có thể có một cái sợi dây kết nối với nhau được, tại vì chúng ta chẳng hiểu gì, chúng ta khó để tạo được cộng đồng, ví dụ như thế. Và chúng ta phải làm bài viết hướng dẫn, chúng ta phải nhắn tin hướng dẫn, chúng ta phải nói chuyện tương tác qua lại với nhau để chúng ta hiểu nhau, để chúng ta làm việc với nhau mới tốt được. Đơn giản là như vậy. Và làm thử hết tầm rất là nhiều cách cho tới cái cách nào đó nó làm sao nó phù hợp nhất, nó hiệu quả nhất. Đấy. Và trong marketing, trong kinh doanh bán sản phẩm này nó cũng như thế. Em đi làm rất là nhiều kênh, kênh nào cũng đầy đủ hết, và chỉ cần một kênh thôi, nó hiệu quả thôi là mình gánh cả team luôn, gánh hết tất cả những cái vấn đề còn lại luôn. Đó là thực tế, đó là thực chiến, nó nằm ở chỗ đó, đúng không ạ? Và anh em mình phải hình dung cái chỗ này. Ok, mọi người cảm thấy như nào? Nó hiệu quả rồi, mình có thể gom góp, rồi mình có nhìn nhận, rồi mình có thể là gì, học hỏi được một cái vấn đề gì ở trong ngày hôm nay không ạ? Tuyệt vời không ạ? Đó là chiến lược, đó là thực chiến, đó là cả nghệ thuật đấy, đúng không? Và tôi nghĩ rằng đây, anh em mình ạ, viết thật là tốt được mà, ghi chép thật là kỹ vào. Những cái phần này là những cái phần nó căn cơ nhất trong cái quá trình mà làm kinh doanh. Đấy, nó vô cùng hiệu quả luôn đấy. Ok. Đó, và đối với anh em mình mà làm eBay đấy, đúng không ạ? Admin có chuẩn bị với bộ tài liệu. Đấy, và cái bộ tài liệu này các anh bạn mời trong special hoặc là các bạn ở trong phát trinh ấy có nhận, đúng không? Nhận được cái bộ tài liệu là nó gồm cái file hình của toàn bộ ngách thời trang, cả ngách visa luôn cũng có, đúng không ạ? Hoặc là ngách visa mới này cũng có luôn. Tức là cái bộ đó là bộ liên quan đến, có cái bộ content mẫu để mình đăng marketplace hoặc đăng fanpage, đúng không? Rồi là cách hướng dẫn đăng Shopee, cái hướng dẫn đăng làm sao Facebook cá nhân, xây dựng thương hiệu cá nhân, bán hàng trên Facebook đó, bán hàng trên marketplace, bán hàng trên Instagram. Và cái bộ tài nguyên liên quan đến các cái vấn đề khung ảnh mình có chuẩn bị, anh em nào muốn sở hữu để đi nhanh hơn, đúng không ạ? Cộng với việc mà được ép vào trong nhóm coaching, nhận cái giá coaching team, em muốn nhận thì liên hệ admin để chúng ta có thể là sở hữu cái bộ này. Và bộ này có phí, anh mình mà muốn ủng hộ thì anh mình liên hệ với admin để làm nhanh hơn, đi nhanh hơn, tập trung vào những cái kênh mà chúng ta cảm thấy hiệu quả đấy và không bị lan man. Bây giờ anh mình xác định inbox cho admin muốn làm thời trang, tại vì thời trang ok đấy, có thể đi lâu dài. Covid thì Covid, nhưng mà chúng ta cần phải đánh vào cái gì đó nó lâu dài một tí, chứ nếu mà chúng ta đánh vào cái gì mà nó chỉ là tạm thời thôi thì rất là khó, đúng không ạ? Cái đấy nó chỉ là 699k thôi, nó không đáng bao nhiêu. Nếu mà bán phụ kiện này thì ông chỉ cần 3 sale thôi, ông ở trong đó học thêm cái hướng dẫn làm marketplace, đúng không ạ? Tập trung marketplace 3 sale với các sạc thôi là đủ, chắc chắn luôn, uy tín nhá. Đấy, và phụ kiện điện thoại này là mình có chuẩn bị folder hình luôn này, hình riêng luôn, không bị gì ạ, không bị trùng lặp đối với ảnh phụ kiện điện thoại luôn trên thị trường, một bộ ảnh mới luôn mà mình cứ cầm bộ ảnh đấy PR thôi. Còn lại cái cộng đồng ấy, nó đang sử dụng một cái bộ ảnh quá nhiều người dùng rồi, nên ra là cái sự cạnh tranh nó sẽ không có nhiều. Mình phải tạo ra sự khác biệt để cái buổi Zoom ngày hôm sau á nhá, buổi học ngày hôm sau ấy, tôi sẽ nói cho các ông biết tại sao ông không thành công ở trên Facebook marketing, có lý do của nó đấy, bởi chính những cái sản phẩm này. Đó. cái ảnh chắc khả năng là chúng ta phải dùng logo, chúng ta che lại cái chỗ đấy rồi, che lại đúng không? Che lại rồi chúng ta phải chèn thêm khung, chèn thêm logo đấy, che lại những cái chỗ hở đấy thì khả năng là sẽ ổn nhé, lách được cái phần đấy đúng không? Cái đấy thì admin cái chỗ đấy khó che hả? Ngay vắn ngắn quá hả? Vậy chắc khả năng là chúng ta phải cắt ra rồi, cắt ra lấy cái hình, hoặc là admin sẽ làm cho các bạn cái ảnh khác liên quan đến vấn đề này. Đã có một số bạn phản ánh rồi, và chắc khả năng là chúng ta bán hàng qua group thì được nhé, nó bị nhạy cảm quá đúng không? Ok, nó có cái bí mật liên quan đến Facebook marketing, mà cái bí mật này trong quá trình làm thì tôi cảm thấy rằng là nó chiếm ưu thế lớn luôn đó. Và anh em mà muốn quá trình đúng không, học thêm các cái 6 túp kinh doanh đó, 6 túp kinh doanh nữa, 6 túp kinh doanh và được anh em ở trong Fori áp dụng cực kỳ khủng trong quá trình và trong Fori nhóm đúng không? Có 6 túp đấy, có bộ khung hình, nếu mà em bị chèn đúng không, bị lỗi mà trùng hình ảnh ấy, trùng lập hình ảnh ấy, chúng ta cái chèn khung vào, mình có chuẩn bị cho mọi người cái khung, và có cả tool chèn khung luôn, có tool chèn khung đúng không? Có tool chèn khung làm rẹt phát ra 100 cái bạn đăng tẹt ra đúng không? Cơ sở để chúng ta, đó là lý do tại sao mà đăng được nhiều ấy, lấy thịt đè người mà. Một cái cáp này này anh mình đăng được bộ hình ấy, có 10 hình đúng không? Đăng được 10 cái tạo ra một cái 100 cái hình, chúng ta sẽ đăng được 100 lần cáp này lên. Đăng xong 100 lần cáp này lên cảm thấy không ra đơn nữa, chúng ta phải xóa đi đăng lại. Cái lần xóa đi đăng lại đó nó sẽ ra đơn, nhớ nha. 2 nữa là chờ hết 7 ngày nó sẽ ra một cái vấn đề về gia hạn, lần gia hạn đó nó sẽ ra đơn. Không, nếu như mà không tin, nếu mà ông cứ thử nhá, ông đăng 20 bài, ngày hôm nay 3 ngày sau ông xóa đi, ông đăng tiếp lại 20 bài đó, ông sẽ ra đơn đấy, nhớ nhá. Thử xem cái tốt này, đó là nó sẽ rate cao hơn, tức là Facebook nó sẽ hiểu rằng cái Facebook của mình á là người bán hàng thường xuyên, và nó sẽ rate, nó có tăng cái độ chốt lên và nó tăng cái độ rate, tức là cái độ view. Thử đi đúng không? Nó sẽ ra đơn khủng đấy. Thay vì bán lan man đấy, bán cái cáp này cho 1.000 người, hay bán một cái áo này thôi cho 1.000 người, nó dễ hơn đấy. Tập trung không cần lan man đâu, và xây dựng hệ thống kênh cho cái này thôi. Lấy một cái cáp này về ông chụp hình, nay ông ra bãi biển ông chụp, mai ông lên trên đúng không ạ, núi ông chụp, mốt ông review chỗ này, mai ông review chỗ kia, nó sẽ hiệu quả hơn bằng 1 tỷ lần so với ông chẳng hiểu vấn đề gì trong marketing. Có một cái ví á, một loại ví này khi bán là vài trăm đơn này, một loại ví duy nhất đây này, đấy cho mọi người xem. Đây cái ví này bán cực kỳ nhiều đơn, giá cực kỳ rẻ, rất là chất đúng không? Và mình á, đi Đà Lạt mình cũng cầm theo đúng không, đi biển mình cũng cầm theo, đi đâu mình cầm theo, và mình lúc nào mình chụp hình đấy. Ví doanh nhân đặt cho nó tên, một tên rất là kêu đấy. Rồi ví gì ạ? Ví cao cấp, ví gì ạ? Ví gì đấy tùy anh em mình nhá, đấy ví Valerie đấy, thêm cái tên thương hiệu vào cho chất chơi một tí nữa, nâng giá lên, bán vít cực kỳ mạnh luôn. Trên Shopee nó bán giá rẻ sát phạt đúng không? Ông cứ lên kiếm cái giá này đúng không? Đố biết bao nhiêu ở trong ngách đi ra đúng không? Có nhiều cái ngách mà nó ra từ tỷ, nhưng mà chúng ta cứ muốn lướt qua. Wow, ví là rẻ mà, rẻ lắm, vào trong ngách ví ra xem nhá. Đấy, kiểu này nữa, kiểu như này đúng không này? Cầm ví doanh nhân, tạo một cái fanpage bán đúng hai loại ví thôi, cần gì bán gì nhiều. Nếu ông cứ làm phức tạp hóa vấn đề trong kinh doanh, người ta làm giải tối giản đi đúng không? Rồi ông tập trung vào những thằng mà thích kiểu phong cách đó, ông target với nó, ông mời nó like, ông làm sao đó là kéo nó vào cho nó, giới thiệu cho nó cái sản phẩm này của mình. Tao cái sản phẩm này này mình muốn không, tao bán cho mày và giá rẻ, và lấy về mình review đúng không? Đấy, mình review đấy, trong ngách này có bao nhiêu cái đấy, trong này cái này vừa lấy về còn chưa mở cái ví ở trong ngăn, ở trong này ra luôn đó. Trong đây 2 ngăn, tức là 4 ngăn. Ví này phù hợp với việc mà dẫn gái đi ăn vặt đó, phù hợp đúng không? Review chất nữa, bán ổn chưa nào? Cầm lên như vậy đúng không? Thiếu cái ô tô thôi chứ không còn hơn chủ tịch. Đó, nên ra chúng ta cái content nó hay, đúng không? Và cái hình ảnh nó quan trọng trong marketing. Đó là cái cách để chúng ta làm kinh doanh thành công ấy. Ok, và còn chia sẻ đến ngày hôm nay á, cho đến đây là chúng ta sẽ tạm dừng lại để qua một cái phần đấy mà để chia sẻ kiến thức từ các cái bạn mốt ở trong Fori, rồi là những cái bạn có nhiều kinh nghiệm nhá. Thì hôm nay mình sẽ mời một số bạn lên, đúng không nào? Ok, trước khi mà qua cái phần giới thiệu thì em cảm thấy tuyệt vời không ạ? Cảm thấy hữu ích không ạ? Em cảm thấy đã cháy chưa, đã nóng chưa, tuyệt vời không ạ? Để tiếp tục qua cái phần chia sẻ còn nóng hơn nữa, những cái phần chia sẻ những kinh nghiệm mà những bạn mà ở trong Fori đã đi trước rồi, có những cái kinh nghiệm. Bây giờ thì còn khá là sớm, đúng không? Còn khá là sớm. Hôm trước mình còn làm việc với nhau đến hơn 12 giờ, từ 12 giờ gần 1 giờ sáng mà. Và hôm nay thì rất là sớm, thì hôm nay chúng ta sẽ được chia sẻ những câu chuyện cực kỳ hay. Ôi tuyệt vời, cảm ơn các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ của mình, và phải học nhiều, làm rất nhiều, và những cái vấn đề này, các cái buổi Zoom ở trong Fori đều là những cái chủ đề mới, lúc nào cũng có những vấn đề mới hết, yên tâm, đúng không ạ? Kinh nghiệm không ấy, hôm nay tôi biết chắc chắn là có một số anh ấy không bao giờ được học cái phần chiến lược này, chưa bao giờ được nghe, tôi chưa bao giờ nói cho những cái bạn ở trong UI, nên là khi mà tham gia vào trong những khóa phát sinh ấy, thì mình sẽ được nghe những cái câu chuyện khá là hay và thực chiến. Ngày hôm nay là nói chuyện về tư duy, còn cái quá trình mà thực chiến ấy, chúng ta thể áp dụng ở trong kênh, còn quá trình mà xây dựng kênh ấy, nó có những cái điều cụ thể. Thì trong các buổi Zoom sau thì mình sẽ nói những vấn đề cụ thể hơn ở trong ví dụ trên Marketplace, target, hình ảnh, tiêu đề, mô tả, bí quyết nào để cho nó lên top hơi đỉnh. Ok, ví dụ như là Shopee thì còn nhiều nữa, website thì còn nhiều hơn, chạy quảng cáo thì vô cùng nhiều. Và đặt ra một cái câu hỏi, làm sao để mình học hết? Học hết thì sẽ thành công nha. Sớm muộn thôi, cũng không cần học hết, nhưng mà phải học để biết được, để tăng cái tỷ lệ thành công của mình lên. Ok, và hôm nay thì hôm trước là mình đã nghe nhiều câu chuyện chia sẻ của các bạn rồi, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ nghe chia sẻ của Hải nhá. Hải có chuẩn bị online cho ta. Ok, hôm nay nghe chia sẻ nhá. Ok, và bây giờ mình qua đến phần chia sẻ nhá. Mình nghe chia sẻ của Hải. Hello, có này. Mình nghe rõ không ạ? Ok, nghe rõ nha. Yeah. Thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hải. Hiện tại công việc chính của mình là đang làm công nhân. Trước khi vào Fori thì mình làm công nhân là từ hồi mình học 12 mình làm công nhân đến nay luôn. Từ lúc mình sao nhỉ? Cứ sao cứ kể quá trình mình như thế nào đó, mình cứ kể thoải mái thôi. Anh cũng chưa bao giờ nghe câu chuyện của em một cách tròn chỉnh luôn á. Cứ kể là giới thiệu bản thân mình này, rồi là hoàn cảnh cuộc sống gia đình, rồi là quá trình trước đây mình có kinh doanh gì không, rồi là có những cái thành tựu gì, rồi là tại cơ duyên nào mà mình vào trong Fori này, rồi là cái cách mà mình làm dropship, những cái kết quả mình đạt được, những cái kiến thức mà mình học được, vân vân, tất cả những cái đó thì mình chia sẻ. Đây là một trong bạn Hải là trong Fori, đã tham gia Fori khoảng tầm 1-2 tháng rồi đấy nhỉ? Mấy tháng rồi yeah. Nhỉ? 2 tháng rồi này. Rồi hơn 2 tháng, khoảng 2 tháng thì đã có những cái kết quả nhất định. Và hôm nay mình cũng nói rằng nếu mà không nào rảnh lên thì mình chia sẻ các cái kiến thức cho anh em để làm động lực, rồi là để cho em hiểu nhau hơn để làm việc tốt hơn. Ok, đấy thì cứ thoải mái thôi nhá. Dạ vâng ạ. Okay. Rồi thì mình cũng xin chia sẻ chứ là thì từ lúc mình đi làm đến nay thì mình cũng muốn là tiền thật nhiều, nhưng mà mình chưa bao giờ là nghĩ đến kinh doanh. Lúc trước là mình chỉ biết là đi làm công thôi, chỉ đi làm công nhân đến cho đến 2 tháng trước luôn là liên hệ với AD là do biết đến Fori thôi đó, chứ lúc trước cũng không nghĩ đến kinh doanh. Rồi làm công nhân thì làm lâu thì lâu thì cũng 4-5 năm rồi ấy. Mà làm 4-5 năm mà kết quả thì cũng không nhiều, dư cũng không có bao nhiêu. Rồi mình gặp vợ, mình, rồi tiến đến hôn nhân. Thì nay vợ mình cũng có bầu được, cũng gần sanh rồi, cho nên là kinh tế nhà cũng hơi khó khăn xíu, cho nên là mình muốn tìm một cái gì đó nó mới mẻ, cho nên nó có tương lai để có thể lo cho gia đình mình tốt hơn. Thì lúc trước mình cũng có tìm hiểu về các cách kiếm tiền MMO, là cũng biết đến, lúc đầu tiên là biết đến affiliate marketing đấy, là lúc đó biết với affiliate với Access Trade, nhưng mà chỉ là lên tìm hiểu thôi chứ chưa bắt tay vào làm, tại vì lúc đó thiếu kiến thức rồi thiếu tư duy rồi, cho nên là cứ để đó thôi, không làm. Rồi một thời gian sau thì tình cờ biết được về hình thức dropship. Thì lúc đó biết dropship là dropship chỉ mới có ở trên Amazon hay là eBay gì đó, lúc đó ở Việt Nam cũng chưa có nữa. Thì cũng tìm hiểu rồi thấy Việt Nam chưa có thì cũng lại để đó, chứ thật sự không biết phải làm sao. Rồi đến năm 2019 đó, là có đọc được một tài liệu ở trên Facebook là làm dropship với Fori. Nhưng mà lúc đó là biết được qua chị Hảo Phạm, là có join nhóm Zalo của chị Hảo Phạm là làm dropship với túi xách. Thì làm lúc đó cũng vào để xem rồi tìm hiểu vậy thôi, chứ do là làm công nhân không có thời gian, với lại cũng tư duy nó thiếu á, cho nên là cũng chưa có thực hiện, rồi cứ để đó thôi. Để đó rồi đến khi là vợ mình có bầu này, vợ có bầu cũng sắp sanh, cho nên là thấy khó khăn là bắt buộc phải làm. Rồi lúc đó thì cũng quay lại với cái nhóm của chị Hảo, rồi từ đó là mới biết đến Fori Center. Thì từ khi tham gia vô Fori Center thì biết được nhiều thứ. Là vào Fori thì biết được về tư duy kinh doanh này. Rồi lúc mà mới bắt đầu vào Fori Center, mục tiêu ban đầu của mình chỉ là thực sự là muốn bán được hàng ngay thôi. Lúc đó là nó muốn kiếm tiền lắm. Bắt đầu inbox với admin, rồi admin hướng dẫn vào Zoom của admin để học cái kiến thức, rồi bắt đầu vào làm. Thì vào làm nhờ kiến thức của admin thì bắt đầu với Marketplace, đầu tiên mình bắt đầu với Marketplace là đăng bài, rồi có kiểu đăng bài một ngày nhiều lắm, một ngày đăng từ 10 đến 30 bài luôn, có ngày đăng 10 mấy bài, có ngày đăng 30 bài luôn. Thì đăng cỡ chừng nhớ đâu đó là như ba ngày sau là có inbox rồi. Cũng may là khách ta dễ, ta muốn mua hay sao, mình inbox mình chốt cũng dễ. Rồi từ đó là có đơn hàng đầu tiên thì vui lắm, rồi cảm thấy có động lực, rồi mình thực sự muốn tiến xa hơn, muốn mở rộng làm hơn để cho nó có hiệu quả nhiều hơn. Rồi được admin đưa vào khóa VIP, đầu tiên là đưa vào khóa VIP member là nhận được giá tốt hơn này. Rồi có những anh chị trong có kinh nghiệm support rất là hiệu quả. Rồi làm đâu đó hình như là cũng vào VIP member cũng được 1-2 tuần nhé, là bắt đầu học khóa lên special của admin special để nhận được nhiều kiến thức hơn nữa, biết được nhiều thứ hơn, quy trình làm việc hiệu quả này. Đấy, rồi các chiến lược triển khai kinh doanh, rồi tư vấn khách hàng tốt hơn, rồi có cả làm nhân bản mô hình để tạo độ phủ với khách hàng. Từ đó thì đơn hàng của mình ra sẽ tốt hơn. Đấy, đấy là những thứ mà nhận được khi mình tham gia Fori. Rồi vào special thì mình có nhận được bộ tài liệu của admin. Bộ tài liệu của admin thực sự là rất hiệu quả. Nhận được bộ tài liệu có sẵn content này, rồi có sẵn khung ảnh rồi để mình chèn luôn, thì từ đó mình đỡ tốn công hơn trong cái việc là đăng bài. Có sẵn thì mọi thứ chỉ copy qua thôi, từ đó mình làm nó hiệu quả hơn nữa. Okay, và em cảm nhận là trong Fori là nó ở trong Fori là mình có những cái điều gì mà em cảm thấy tâm đắc trong Fori này. Hải là một trong những bạn mà mới tham gia trong Fori và đấy con nói chuyện với admin rằng là bây giờ là em muốn là có một kết quả nhiều bán khách hàng. Admin nói rằng là bây giờ thực sự em là cách mà để bán khách hàng tốt đó, thì mình phải làm nhiều. Đây là điều đương nhiên, nhưng mà chỉ có chiến lược. Thì Hải cũng quyết định tham gia cái Digital Team ấy. Digital Team là học rất là nhiều thứ liên quan đến công thức thành công này, nó về hệ thống kênh và phễu marketing, hệ thống content, SEO top Google đấy, Marketplace công nghiệp, SEO top Marketplace đấy, cả Shopee cộng với được vào trong special. Vậy nên cho bạn vào trong special, thì là cái lượng công việc làm rất nhiều, không những phải học mà còn phải làm công việc của đội nhóm để phát triển cộng đồng. Và cái việc phát triển cộng đồng đó là một trong những cái mô đun mà học được nhiều tư duy nhất luôn, tại vì phát triển cộng đồng được chắc chắn sẽ bán hàng được. Đấy là điều đương nhiên, đấy là điều mà chắc chắn luôn đó, đúng không ạ? Thì quá trình mà làm việc ấy thì Hải khá là chăm chỉ, tuy nhiên rằng là Hải có tâm sự là việc mà bạn làm thời gian đã làm ca mà gặp công dân nên là phải làm ca công nhân đấy, nên là phải làm ca đã chiếm rất là nhiều thời gian. Thì có những anh em, có những tối là anh em làm đến 2-3 giờ sáng. Mình chỉ nhắn tin qua Zalo đây thường như vậy, chứ ít khi gọi hoặc là nhắn tin. Thì qua cái buổi nói chuyện nhiều lên như này thì mình mới có cái sự hiểu hơn về về member của mình. Đấy thì một trong những cái bạn mà có cái lòng nhiệt huyết rồi là cái độ mà tập trung cao độ đấy. Chứ bình thường mà anh em mình mà nhiều khi mà các bạn có nhiều thời gian rảnh nhưng mà chưa chắc hệ thống kênh với cả mức độ hiệu quả về content được giống như Hải đâu. Nên là admin có nói chuyện với Hải là anh đọc cái content và cái kênh, các cái kênh như là Facebook này, như là fanpage này, như là Shopee này em xây dựng đấy, anh cảm thấy là em có cái năng khiếu về MMO. Thật sự anh em mình có thể kết bạn với Hải và hỏi thêm những cái kinh nghiệm. Đây là newbie hoàn toàn chứ không phải là tham gia quá lâu. Đấy thì bạn làm cũng khá là tốt, thì mình tin rằng là trong thời gian tới này cái đơn hàng của bạn sẽ được nhiều hơn nữa đấy, đơn hàng nhiều hơn và cái kết quả sẽ là lớn hơn. Cộng với việc mà phát triển cộng đồng, phát triển đội nhóm thì mình sẽ mang lại rất là nhiều giá trị cho team, rất là nhiều giá trị cho lợi ích cho cộng đồng. Đấy thì cái điều mà mình nhận lại sẽ được xứng đáng không? Có nhiều thứ để bán được hàng hơn, đúng không? Trong cái buổi Zoom khoảng vài bài nữa, admin sẽ cho mình cái giới thiệu, cho mình cái cơ hội kiếm tiền song hành cùng dropship. Có thể được dropship nó chỉ là cái câu chuyện thôi, và cái câu chuyện này ấy, là cái content cho một cái công việc khác, đó là affiliate marketing, đúng không nào? Và affiliate marketing cần phải có content thực chiến trong cái quá trình mà làm kinh doanh. Mọi người hình dung cơ bản là như vậy. Và nếu như bạn không có cái quá trình thực chiến, bạn không có kết quả đấy, bạn sẽ không bao giờ nói ai nghe hết, bạn không bao giờ làm cho người khác có lòng tin. Tại vì bạn không làm được thì bạn sẽ không hướng dẫn được người khác, không hướng dẫn được người khác thì mình sẽ không có các cái cơ hội khác, đúng không? Chắc chắn rằng chúng ta ai cũng từng biết là học xong và học giỏi thì chúng ta sẽ có thể làm được gì ạ? Làm được gia sư, đúng không nào? Nhưng bây giờ chúng ta không giỏi thì chúng ta làm gia sư kiểu gì? Bản thân kinh doanh cũng vậy. Mình kinh doanh chưa tốt thì mình không thể nào mà làm affiliate tốt và làm kinh doanh tốt. Có vô vàn thứ để bán, không phải là chỉ là bán sản phẩm. Có thể đó là bán quy trình, đó là có thể là bán tài liệu, đó có thể là bán các cái khóa học mà thực chiến, có thể là bán những cái sản phẩm số, có thể liên quan phần mềm, vân vân. Nhớ nhé, đó là những cái hướng mở trong dropship. Và đây qua đây anh cũng đó là cái câu chuyện mà anh cũng nói rất là nhiều trong trong special team và coaching team cộng với digital team. Trong bạn tham gia, khi mà bạn tham gia digital team ấy, bạn sẽ tham gia 3 team này luôn. Và lúc ấy bạn sẽ cảm thấy rằng có những cái buổi Zoom mà đến 1-2 giờ sáng, 3 giờ sáng là chuyện bình thường. Và tại sao mà chúng ta có cái năng lượng chúng ta ngồi được như vậy? Trong đó là toàn những anh em nhiệt huyết và năng lượng thì chúng ta sẽ làm thành công. Và bản thân này mình luôn luôn tự tin rằng là chúng ta rồi ai cũng sẽ có những kết quả. Và điều của chúng ta là gì ạ? Đi tìm kiếm điều phù hợp. Nếu như vừa xong đấy, tôi nói là anh mình phải học chiến lược, anh mình phải học kênh, anh mình phải học vấn đề về phát triển. Thì đây là cỗ máy để rà soát tìm. Khi mà rà đúng thì chúng ta sẽ gì ạ? Thu nhận được những cái kết quả tốt. Ok. Và không biết là Hải Quách có cần cái chia sẻ đúng không ạ? Bạn chia sẻ gì? Bạn chia sẻ gì cho những em mới newbie rồi là đã mới vào đúng không? Có những cái chia sẻ gì không? Thì mọi người bây giờ thì cũng như mình, lúc mình mới bắt đầu thôi. Lúc mình mới bắt đầu thì mình cũng chẳng biết gì, cũng nhờ những buổi Zoom qua đây có nhiều kiến thức rồi mình bắt đầu mình nắm bắt kiến thức, mình thực hành, mình làm mới có kết quả. Thì thật sự làm dropship thì rất cần là siêng năng và kiên trì, thì mình đã làm được hai điều đó và mình cũng đang cố gắng để phát huy phát triển thêm. Và Fori thì các bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của những anh chị mod ở trong đó, cũng như mình nhận được sự hỗ trợ của các anh chị nên hôm nay thì mình mới bán được, mình mới có cái kết quả ngày hôm nay. Thì hy vọng các bạn là giữ vững lập trường, kiên định thì sẽ thành công và đừng bỏ cuộc. Rồi đó là tất cả chia sẻ của em này. Thực sự đi em nói cũng hơi dở. Ok, cảm ơn Hải nhé. Và Duy có sẵn sàng chia sẻ không nhỉ? Cảm ơn câu chuyện của Hải nhé. Mọi người cảm thấy chia sẻ của Hải có hỗ trợ được mình trong cái vấn đề về trong kinh doanh không? Rồi là hay không ạ? Vì thế là cái chia sẻ của bạn khá là động lực, rất là động lực đúng không? Và ai cũng có thể làm được, chứ không phải là cứ phải là online 100% đâu. Đấy, và cần tập trung cố gắng coi là mình sẽ làm thành công thôi. Ok, cảm ơn Hải. Ok, đến Duy chia sẻ nhá. Ok em. Chào các bạn nha. Các bạn có nghe rõ không ạ? Ok. Thì mình xin tự giới thiệu, mình là Duy. Hiện tại thì mình đang ở Tiền Giang. Trước khi mình đến với Fori Center thì mình cũng chưa biết cái gì gọi là kinh doanh online hay là bán hàng online gì đó. Nhưng mà được tình cờ thì vợ của mình kêu bây giờ học bán hàng online đi. Sau đó khi mình mới tìm hiểu trên mạng, rồi hồi đó là tham gia cái link giới thiệu gì của bên kiếm tiền 24 giờ, rồi bị người ta gạt 399.000, rồi xong đâu có làm được gì. Rồi sau đó mới gặp được AD Quý Đào, anh ấy mới giới thiệu mình làm bên affiliate, bên nền tảng Access Trade, rồi học từ từ bán các chiến lược ở trên Access Trade bán hàng từ Shopee, làm link affiliate rồi đi quảng bá trên các kênh trên Facebook. Và từ hồi đó là cũng chưa có biết gì gọi là tạo fanpage hay là tạo group. Rồi sau đó anh Quyết Đào mới chỉ, rồi mới tạo ra từng kênh. Rồi ngày xưa nhớ có một đơn affiliate đó mình lời chỉ có 10.000 thôi, bây giờ nó còn lưu ở trong cái tài khoản trong Access Trade. Nhưng mà rồi sau này nữa thì mới chuyển sang qua bán hàng thực chiến luôn, là bán điện thoại với phụ kiện điện thoại. Hồi đó mình cũng bán cho admin là 3-4 cây điện thoại gì đó, và rồi tới sau này nữa thì mình nhập phụ kiện về mình bán cũng rất là nhiều. Rồi từ khi mà AD cho làm bên dropship thì mình mới học rất là nhiều. Hồi đó mới đầu mình học một cái khóa Dropshipping, hồi đó admin là giới thiệu phải học cái khóa này mới tạo được mới thu được nó sao ta. Học cái khóa này để tạo phiếu để thu hút khách hàng tiềm năng đó. Cái khóa đó là khóa đầu tiên mình học, là khóa công thức thành công. Bây giờ mình vẫn còn học lại thì cái khóa đó rất là tuyệt vời. Bây giờ thì hiện tại thì mình làm drop bên thời trang. Lúc trước thì làm bên phụ kiện, nhưng mà mình thấy nó ít tương tác quá, cái mình mới đổi thôi. Nhưng mà để thời trang ổn thì có thể quay lại phụ kiện. Hiện tại thì mình trong nhóm của Bessel Bank làm việc chung với admin. Thì hồi nãy admin có giới thiệu về bộ tài nguyên đó, thì bộ tài nguyên đó thì cũng rất là tuyệt vời, có rất là nhiều content mẫu, có hình ảnh, có khung, có nhiều ebook rất là hay. Nếu mà các bạn mới vào á, chưa có thời gian nhiều để tạo content thì có thể sử dụng bộ này. Hiện tại nếu mà bây giờ mình chia sẻ một vài kênh để các bạn có thể bán hàng ra đơn nhiều hết. Nếu mà kênh đầu tiên ấy, mình thấy rất là nhiều khách hàng đó là Facebook Marketplace. Thì kênh đó thì admin với các móc rất nói rất là nhiều rồi. Thì các bạn cứ đăng mỗi ngày, đăng 30 bài, hoặc là các bạn có thể sử dụng nhiều nick Facebook để chia ra đăng. Mỗi nick đăng 10 bài hoặc là 20 bài, thì mỗi ngày 3 nick đó các bạn có thể đăng lên 60 bài hoặc 100 bài, thì có thể cạnh tranh với đối thủ rất là nhiều. Còn kênh tiếp theo đó là về fanpage. Các bạn nên tạo một vài cái fanpage. Fanpage nó rất là nhiều luôn, nhiều khách. Mình hồi chiều này mình mới có đơn của fanpage áo đớp tóc rồi chia sẻ về cách tạo tên đó. Thì nãy bên có nói rồi, Tên thì đừng để tên thương hiệu nhiều quá, mình để chính cái tên của sản phẩm luôn. Bán mình cái tên sản phẩm đó, mình SEO rất là dễ. Hiện tại thì mình đang có 3 cái website, mình đang quản trị 3 cái website. Nếu mà các bạn có tìm hiểu thông tin về gì về dropship á, các bạn có thể lên Google gõ Duy Nguyễn MMO.com, các bạn có thể xem tới tủ web của mình. Thứ hai là web thích học kinh doanh, cũng có rất là nhiều bài viết mình viết cho đó. Thứ ba là kênh cái web về shop, thì là kênh cái web fashion team shop.com, trên đó mình cũng có đăng các sản phẩm và content. Nếu mà các bạn sử dụng content để đăng trên Shopee hay là trên fanpage, các bạn có thể vào đó xem. Các bạn có câu hỏi gì cho mình không? Ok, và Duy là một trong những member mà tham gia với Fori Center, là một trong những member đời đầu ấy, được học rất là nhiều. Và bạn đang ở trong digital team, mốt team cũng là một trong những bạn ở trong special. Trong team đó thì học rất là nhiều thứ, ngoài việc học kinh doanh còn học việc phát triển và xây dựng cộng đồng. Và bạn được học tổng hợp tất cả kiến thức đấy. Và chúng ta có thể học và chia sẻ những kinh nghiệm với Duy. Các bạn có thể kết bạn với Duy và học thêm những kiến thức. Vấn đề về web nó đơn thuần lắm, đúng không? Về web, vấn đề về web ạ, nó căn bản như là mình đang sở hữu khoảng tầm gần 20 cái web, đúng không? Gần 20 cái website thì 3 web là vấn đề bình thường thôi, đúng không? Và các bạn mốt ở trong Fori thì làm từ 5 đến 7 web hay là 3 web thì cũng đơn thuần, đúng không? Là căn bản là nó là micro site đó. Có những cái web và chúng ta chỉ cần build content và chúng ta dành dùng để nó, để ứng dụng trong vấn đề về quảng bá, ứng dụng cho nó về trong vấn đề về làm việc đội nhóm, hay là chúng ta chỉ cần tập trung vào trong vấn đề về mạng MMO thôi, để tập trung vào đó để chúng ta có thể quảng bá tốt những cái sản phẩm, những cái sản phẩm liên quan đến kinh doanh, liên quan đến cơ hội, cách thức, từ đó là tạo ra là cái cộng đồng, tạo ra cái chủ đề đấy. Thì cái content, đúng không? Và cái content là nó làm cái tư duy, đúng không? Chúng ta phải học cái khóa về xây dựng hệ thống content của admin thì có cái tư duy về phát triển content, kết quả của này là content của người khác. Thì trong Fori Center thì có rất là nhiều mode, rất là nhiều bạn có những content hay, và chúng ta có thể là copywriter những cái content hay đó về cái blog của mình, cái site của mình. Việc quản trị nhiều web thì do tùy mình, mục tiêu của mình là web đó làm gì. Một là mình xây dựng đội nhóm để làm web mẫu, để lấy content, để lấy thông tin, hay là mình bán hàng trực tiếp trên đó luôn để mình đổ traffic kéo phễu về đó. Thì một cái website nó có nhiều cái ứng dụng, nó có rất là nhiều cái ứng dụng, và chúng ta có thể nghiên cứu cái web, đúng không? Nghiên cứu cái web để chúng ta làm thì nó sẽ hiệu quả nhá. Ok, Duy có cái chia sẻ thêm gì không đối với anh em mà trong quá trình làm dropship nhỉ? Chia sẻ thì anh em hãy xác định được mục tiêu của mình và xác định được sản phẩm, sử dụng thời gian hợp lý để marketing. Ok. Yeah. Em xin hết nha đây. Ok, cảm ơn Duy nha. Cảm ơn Duy đã có những chia sẻ rất là hữu ích cho cộng đồng, cho anh em nhá. Và bây giờ là có bạn nào nữa nhỉ? Bạn nào online có chia sẻ? Ok. Thắng có online không? Thắng out chưa? Thắng còn đâu? À, Thắng có chia sẻ đi. Tính cho mấy bạn nói hoài á, anh em chán. Sao? Rồi, chào mọi người nhé. Thì nãy giờ nghe cũng rất là hay. Đấy, bản thân Thắng nghe 2 năm rồi vẫn thấy rất là cuốn hút luôn đấy. Tại vì đây là những cái kiến thức và bán hàng mà ít ai biết. Đó, nó nằm ở cái phần mà tư duy bán hàng rồi, chứ không phải là bán hàng một cách đơn thuần. Và bán hàng bằng cái đầu thì khi nào nó cũng nhiều kết quả hơn là khi mà chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta đăng hàng lên như ta bán, đúng không? Đó, nãy giờ admin đang chia sẻ cho các bạn những cái giá trị mà ít ai có thể biết được. Và đó là những cái bí mật mà rất khó để người ta mà mở lời ra cho các bạn, chỉ cho các bạn luôn đó, thực tế luôn đó. Ngoài kia tại đây là cái miếng cơm ăn áo mà. Đó, bán tại sao mà phải bán giảm giá, tại sao mà phải bán là tặng quà. Đó, và tại sao là chỉ bán vài sản phẩm thôi chứ đừng có bán kiểu tạp hóa. Đó, tại đó thì do đó thì chúng ta phải nhìn nhận cái vấn đề mà chúng ta phát triển cái phong cách bán hàng của mình trong thời gian tới. Rồi đó là những cái mà mình đã chia sẻ cho mọi người. Còn ở trong cái Zoom này thì Thắng sẽ chia sẻ cho mọi người những cái kinh nghiệm mà mình đã làm MMO trong cái khoảng thời gian vừa qua. Thì trước tiên thì giới thiệu qua đi. Thì mình là Nguyễn Thắng, thì đã đồng hành cùng Fori Center được 2 năm rồi. Và 2 năm vừa trước là cái thời điểm Fori Center mới ra, gọi là mới chào đời, thì Thắng đã là một trong những người đầu tiên đó, cùng đồng hành Fori Center đến thời điểm này. Và cũng có cực nhiều kinh nghiệm. Chứ còn vấn đề giỏi hay không thì tôi không muốn nhắc tới nha. Tại vì ở trong đây chúng ta đều là những người có được cái khả năng bán hàng rất là tốt hơn tôi rất là nhiều. Đó, nhưng mà về cái vấn đề kinh nghiệm thì khả năng thì mọi người sẽ không bằng mình ở một cái khía cạnh nào đó. Thứ nhất là thì sống lâu thành lão làng mà, người ta có cái câu đó. Mình có rất là nhiều cái kinh nghiệm, Thắng có rất nhiều kinh nghiệm trong bán hàng trong thời gian tới. Về những cái cơ bản thì ở trong đây sẽ không nói nhiều, tại những cơ bản nó đã có những cái tài liệu chia sẻ free hoàn toàn về dropship và mình cũng không có nói đến nữa, đúng không? Và ở đây chúng ta sẽ đi cùng nhau ở những cái câu chuyện, thứ nhất là động lực, thứ hai là tư duy, cái thứ ba đó là những cái kinh nghiệm của những cái bạn đi trước. Đó, và với cương vị là một người đi trước thì tôi muốn chia sẻ với các bạn cái việc bán hàng dropshipping. Nó dropshipping, đúng không? Dropshipping thì nó là một cái từ tiếng Anh, tiếng Mỹ, thì nó cũng chỉ là một cái hình thức bán hàng thôi. Và chúng ta phải nhìn nhận được cái công việc của mình là bán hàng, và bán hàng thì phải như thế nào, đúng không? Hàng có sẵn rồi, và cái việc của chúng ta là marketing. Và cái thời gian đầu khi mà tôi làm dropshipping, tôi bị cuốn vô một cái vòng xoáy, đó là mình cứ nghĩ là cái mô hình này nó rất là cao siêu. Dropshipping mà hồi xưa nó ở nước ngoài là một cái mô hình gì đó rất là siêu nhân luôn đấy. Tại vì trước khi mà dropshipping nó về Việt Nam thì nó đã tồn tại ở Amazon, ở eBay, ở Zalo, ở AliExpress, đúng không? Nó đã tồn tại rất là nhiều nền tảng thương mại điện tử trên thế giới rồi. Và lúc đó tôi nghĩ là dropship nó là một cái gì đó nó cao siêu cực kỳ, và làm cho mình rất là khó tiếp cận, tại mình đang làm phức tạp hóa cái vấn đề. Và sau khi mà mình làm một thời gian thì mình nhìn nhận lại cái vấn đề, dropship nó cũng chỉ là bán hàng thôi. Và bán hàng thì mình có thể là nhìn thấy ở những hàng ngày. Hàng ngày các bạn có đi mua tạp hóa, có đi mua mì tôm, nước mắm hay dầu ăn, hay là những cái nhu yếu phẩm thiết yếu, thì đó cũng là một cái hình thức bán hàng đấy. Và giả sử như có cái sản phẩm là nước mắm, đúng không, hoặc là dầu ăn, nó có một cái nhà cung cấp và nó drop cho mình, thì nó gọi là dropshipping thôi. Và cái bản chất của dropshipping nó là bán hàng, đúng không? Và cái tên dropshipping nó chỉ là cái cớ ở việc là chúng ta không có kho hàng, không có kho bãi, không có vốn để nhập hàng, thì chúng ta phải làm dropshipping. Và dropshipping là một mô hình an toàn, thực tế là một mô hình an toàn và rủi ro gần như bằng không. Đó, nếu các bạn tìm ra một nhà cung cấp uy tín mà lâu năm, có kinh nghiệm trong việc vận hành như Fori Center, thì chúng ta không gặp bất cứ một rủi ro gì. Rủi ro đến từ bản thân của chúng ta, đó là không làm thì chúng ta không có kết quả thôi. Đó là cái vấn đề đấy. Và chúng ta hãy đơn giản hóa cái việc bán hàng đi. Và bán hàng dropshipping nó chỉ là bán hàng thôi, đúng không? Như nãy Thắng nói, thì chúng ta phải nhìn nhận vô cái vấn đề bán hàng bán như thế nào. Đó, trước đây chúng ta đã từng đi mua hàng rồi và chúng ta mua hàng ở đâu thì ở chỗ đó chắc chắn chúng ta sẽ bán được. Đó, chúng ta có thể mua hàng trên website vẫn có thể bán hàng, mua hàng trên Shopee. Đó, Shopee chắc chắn là sẽ bán được hàng rồi, đúng không? Và Lazada, Tiki, hoặc thậm chí là các bạn có thể là mua trên Facebook cá nhân, đúng không? Hồi xưa là bạn bè của tôi thường bán một cái gì đó, ví dụ như là bán trái cây này, bán váy này, bán túi xách này, hoặc là bán những cái vấn đề mà mình cảm thấy là mình có thể ủng hộ được bạn bè. Tại vì mình mua về mình có thể sử dụng được, có thể tặng được. Ví dụ mua váy có thể tặng cho bạn gái, mua túi có thể tặng cho bạn gái, rồi tặng cho mẹ, tặng cho chị gái gì đó. Thì từ đó mình vẫn có thể bán được ở những cái kênh đó. Và những cái kênh đó là những cái kênh có thể ra được những cái chuyển đổi đầu tiên. Đó là kinh nghiệm của Thắng khi mà Thắng mới làm. Tại vì thường là Thắng sẽ không có đâm đầu vô cái việc mà lấy sản phẩm về đăng như điên như vậy. Vì vậy nó rất là tốn thời gian. Tốn thời gian ở cái chỗ mà ở trong Fori Center, ở cái việc mà các bạn chọn ngắt thôi là các bạn đã thấy là nó đau đầu cực kỳ rồi. Khi mà các bạn không có được cái tư duy chuyên môn hóa ngắt như là những người đi trước, như là Duy, như là Phượng đó, thì các bạn sẽ rất là đau đầu trong cái việc mà chọn ngắt. Tại vì tôi tin chắc là sau cái buổi Zoom ngày hôm nay các bạn sẽ mất khoảng tầm một đêm trằn trọc để suy nghĩ, để xem là mình sẽ bán sản phẩm gì. Tôi tin chắc luôn, tại vì tôi đã từng gặp cái tình trạng đó rồi. Tình trạng đó là không biết bán gì, mình hoang mang. Bán đồng hồ đi, đồng hồ thấy lại cao cũng dễ bán. Xong rồi tự nhiên thấy người ta bán ví chạy, xong rồi lại chuyển sang bán ví. Và chúng ta cứ nhảy kiểu như vậy. Nhảy từ sản phẩm này qua sản phẩm kia mà không có cái nào làm đến nơi đến chốn, thì thực tế đến cuối cùng chúng ta chỉ còn đúng cái nịp. Nó hơi vui thế, còn đúng cái nịp nó chả còn cái gì cả. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải nhìn nhận ở trong Fori Center. Đó là cái việc tồn tại quá nhiều mặt hàng nó làm chúng ta rối. Nhưng chúng ta hãy đơn giản hóa đi. Bán cái gì mà chả được, đúng không? Có một cái câu nói rất hay của admin mà hay thường nói cho tôi và đội ngũ, đó là bán gì cũng được. Quan trọng là bạn bán như thế nào. Cái bạn bán như thế nào đó là cái vấn đề, chứ không phải là bạn bán gì. Thậm chí có rất là nhiều người giàu từ bán khẩu trang, có rất là nhiều người giàu vì bán hủ tiếu luôn, cũng có thể giàu, hoặc là nước ép trái cây hay là cam vắt thôi. Ở chỗ tôi đang ở đây thì có một cái chỗ mà người ta bán nước rất là lâu năm, bán khoảng tầm 10 mấy 20 năm rồi á, và người ta chỉ có bán những cái thức uống ví dụ như chè, cháo, sinh tố thôi, và người ta bán từ năm này qua năm nọ, chỉ là một cái tiệm sập sệ thôi mà một tháng người ta kiếm là 100 triệu. Và cái điều đó là mình ở trong thực tế bản thân mình, trong thực tế cuộc sống mình đã nhìn nhận ra được cái vấn đề đó rồi. Có rất là nhiều người chỉ có tập trung bán một cái đó để đời và họ kiếm được rất là nhiều tiền, do họ biết lý do là sao, do họ nghiêm túc với cái công việc đó, họ chỉ có làm cái đó thôi, họ không có đừng núi này chôn núi nọ, đúng không? Và ở trong đây Fori Center đó là cái thử thách đầu tiên dành cho các bạn, đó là chọn ngắt. Và kinh nghiệm của Thắng khi chọn ngắt thì hãy nên chọn những cái ngắt mà nó dễ bán, dễ bán, dễ tiếp cận. Và cái kinh nghiệm của Thắng là khi mà bán thì Thắng đã chọn cái ngắt đầu tiên, đó là phụ kiện điện thoại. Sau đó là Thắng đã chọn tới đồng hồ, và sau đó tới thời trang, và cuối cùng là một cái mà đang triển khai đó là ví da. Và ví da thì đang trên cái đà triển khai thôi. Và bán 2 năm tôi chỉ bán được có từng đó rồi, và phụ kiện điện thoại vẫn là cái ngắt chiến lược của Thắng. Vì Thắng có cái kho mà phụ kiện là Thắng có quản lý. Đó thì giới thiệu sơ qua cho mọi người, thì cũng có gọi là mình là đồng sở hữu cái kho đó, kiểu như vậy, cùng với admin. Đó là cái giới thiệu cho mọi người, và Thắng chịu trách nhiệm trong cái quản lý cái kho đó một phần, và mình làm đó là những cái ngắt mà mình muốn tập trung và nó dễ ra, đúng không? Dễ ra được chuyển đổi thì bật mí cho các bạn luôn. Phụ kiện điện thoại là một này, cái thứ hai là thời trang, cái thứ ba là túi xách, túi xách và ví da. Đó là những cái ngắt và nó không bao giờ mà nó lỗi thời hết, nó sẽ đi cùng năm tháng, đúng không? Thực tế đây là những cái ngắt mà thiết yếu dành cho mọi người đó, và chúng ta nên tập trung vào nó, chọn một thôi. Và trong một cái ngách đó thì nên chọn một vài sản phẩm để quảng bá. Như nãy cái câu chuyện mà admin bán một cái cường lực nano đó, siêu cường lực nano đó, bán trong khoảng mà tiền bán trong thời gian đầu em biết làm, hồi đó là tôi biết mà, hồi đó tôi còn nhớ là tôi lúc mà tôi học quay qua công thức thành công là admin vẫn còn đang review cái gọi là cái bài cái fanpage đó để cho member thấy đó, nhìn nhận lại vấn đề chọn ít thôi, ít mà chất lượng đó. Người ta hay nói một nghề có 9 con hơn 9 nghề mà, đừng có mà lan man trong tất cả những cái công việc khác. Còn cái vấn đề thứ hai đó là khi mà chúng ta đã chọn được rồi, chọn được cái sản phẩm rồi thì nên chọn cân. Và Thắng có một cái quy tắc rất hay ở trong cái việc bán hàng, đó là quy tắc 70-30 của Thắng. Và Thắng sẽ phân ra những cái kênh marketing nó sẽ thành 70, 7 và 3. 30% đó là cái kênh mà Thắng phải xây dựng để sau này nó có được một cái nguồn thu nhập thụ động. Thì đó, thì Thắng sẽ dành 30% cái nhân sự của mình, cái thời gian của mình, cái sức lực của mình để xây dựng 30% đó. Và xây dựng trong một, Thắng xác định đó là lộ trình của mình là phải xây dựng trong 1 năm, 2 năm, 5 năm, hoặc thậm chí là xây dựng từ đây cho đến hết đời. Còn cái 70% là cái mà quan trọng nhất, đó là cái mà tìm ra những cái kênh bán hàng tối ưu để có được những cái chuyển đổi đầu tiên, được những cái gọi là những cái thu nhập đầu tiên từ việc bán hàng online. Và những cái kênh mà Thắng hay lựa chọn thì Thắng thường là 70% thì Thắng sẽ lựa chọn ở Marketplace, Thắng lựa chọn ở bán hàng trên group, Thắng lựa chọn bán hàng ở trên Facebook cá nhân, Thắng lựa chọn bán hàng ở trên chợ tốt, nó bán hàng trên TikTok. Và những cái kênh mà Thắng xây dựng đó là những cái kênh liên quan đến Instagram, liên quan đến Shopee, Tiki, Lazada, Sen đỏ và website. Website đó là những cái mà mình phải xây dựng. Và bây giờ đến hiện tại về cái ngách phụ kiện của Thắng thì Thắng đã xây dựng gần như là hoàn chỉnh và bây giờ chỉ là phát triển thôi. Và đó là cái tư duy của mình trong cái việc bán hàng. Và quay trở lại đến cái câu chuyện mà mình kết thúc được cái kênh marketing mà mình đã định hướng rồi thì một cái vấn đề đặt ra nữa đó là kỹ năng telesale. Mọi người biết telesale, kỹ năng tư vấn khách hàng đó, tư vấn khách hàng. Tại vì cái kỹ năng này nó sẽ giúp cho chúng ta có được thêm được những cái đơn hàng. Thực tế là bán hàng mà hồi thời gian đầu người ta sẽ gặp một cái trường hợp đó là khách mua, hỏi mua rất là nhiều. Nếu các bạn chưa bán thì các bạn sẽ chưa gặp được cái cảm giác này, nhưng mà bạn nào đã bắt tay bán rồi thì sẽ gặp cái tình trạng mà khách hỏi quá trời đất ơi, hỏi trên trời dưới đất thiên địa rồi mà không có mua. Không có mua thì làm sao? Thì mình phải nhìn nhận lại mình đã tư vấn ổn chưa, đó, cách tư vấn nó đã ok chưa. Và qua một thời gian mình nót lại thì mình sẽ có được một cái phương án tư vấn tối ưu, một cái phương án tối ưu. Và Thắng có một cái video về nói về cái việc mà chốt sale khá là tâm huyết, và cái đó là cái 2 năm bán hàng của Thắng dồn ở trong một cái clip mà liên quan đến việc mà tư vấn cái này. Và trong cái buổi Zoom này mà bạn nào muốn mà Thắng chia sẻ thì có thể inbox trực tiếp cho Thắng qua Zalo là Nguyễn Thắng. Ở trong tất cả các nhóm cộng đồng Thắng đều có mặt ở trong đó hết. Zalo Nguyễn Thắng, mặc cái áo màu đỏ Fori Center. Đó là cái vấn đề mà sau hậu Zoom. Rồi cái cuối cùng đó là việc phát triển. Đó, khi mà chúng ta đã có được một cái quy trình ổn, đơn hàng ngày vài đơn, và Thắng sẽ có một cái bước phát triển đột phá ở trong cái việc mà bán hàng. Đó là một là chúng ta có thể là viết chạy quảng cáo để mình tăng được cái thu nhập. Còn cái thứ hai là xây dựng ra một đội đệ, gọi là cộng tác viên, Thắng hay gọi là những đứa gọi là đệ. Đó là mình truyền hết những cái kiến thức cho nó và nó bán hàng cho mình và mình ăn hoa hồng. Đó là một cái mô hình rất là thông minh. Đó, và trong nếu mà chúng ta đi đường dài thì chúng ta phải nghĩ đến những cái điều đó. Đó, đây là một cái phần mà cái con đường hoàn hảo cho việc kinh doanh đấy. Đó, thực tế và nếu mà các bạn phát triển được như này thì các bạn sẽ ra ngoài, các bạn sẽ tự tin nói chuyện với bất cứ một cái doanh nghiệp nhỏ này. Đó, doanh nghiệp nào nếu mà các bạn nắm được tất cả những cái thứ này ở trong tay về cái việc bán hàng. Đó là những cái kinh nghiệm của Thắng ở trong cái thời gian mà mình bán hàng dropshipping. Và thực tế thì Thắng cũng đang xây dựng, đang trên đà xây dựng và chưa hoàn hảo. Và mình đang phải đập đi xây lại rất là nhiều. Còn vấn đề bán hàng thì như Thắng nói rồi, nó đơn giản lắm. Đơn giản cực kỳ, và chúng ta nên bán view lấy cái việc dropshipping nó chỉ là bán hàng, mà chúng ta phải đơn giản hóa, tối giản hóa mọi quy trình lại để mình biết được là cái việc bán hàng nó đơn giản như thế nào. Và cái mà 70-30 thì nếu mà mọi người mà chưa có làm thì Thắng nghĩ đó là cái điều nên làm. Tập trung chỉ có hai cái thôi. Một là đi tìm khách hàng, hai là để khách hàng tự tìm đến mình. Bán hàng nó chỉ có hai cái điều nó xảy ra thôi. Đó, một là mình tự đi chào mua khách hàng, anh có mua cái này hay không. Hai là mình xây dựng một cái gì sức hút, xong rồi mình chạy quảng cáo, mình đánh bật, đánh bóng cái tên tuổi, cái thương hiệu mình lên, rồi khách hàng thấy, cảm thấy tin tưởng, chốt, và họ sẽ ra quyết định mua hàng. Nó kiểu như vậy đâu. Và đó là cái con đường mà dành cho từ cái việc mà không biết gì cho đến biết dropshipping và trở thành một dropshipper chuyên nghiệp. Nó là như thế. Rồi, thì xin trả mic lại cho các bạn khác và admin. Thì đó là những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm mà trong cái quá trình mà bán hàng của mình. Thì mình đúc kết lại, mình rút ra được những cái vấn đề đó và chia sẻ cho các bạn ở trong buổi Zoom này. Và những cái điều đó hoàn toàn là chính xác rồi. Tại vì mình đã làm và ra kết quả rồi, chứ không phải là mình nói suông, không phải Thắng nói suông nha mọi người đâu. Đã làm và ra được rất là nhiều kết quả rồi, nên muốn chia sẻ cho mọi người, muốn lan tỏa cái sức mạnh từ cái việc mà từ những cái đơn hàng đầu tiên, từ những cái công việc mà đơn giản nhất dropshipping mà tạo nên một cái đế chế Fori Center mạnh như ngày hôm nay. Đó, 20-30 nghìn người không phải con số nhỏ đâu nha, đáng mơ ước của những cái thằng mà làm fail marketing ngoài đó. Thực tế là cái con số đáng ở ngoài kia nó ghen tị luôn, tại vì ở trong Fori Center có một cái gọi là fail marketing đó. Nên các bạn vô đây cũng là một cái gọi là cái hệ quả của fail marketing đó. Và cái vấn đề này thì có thể nói sau và nói sơ qua cho mọi người biết rồi, để thấy được cái tầm ảnh hưởng của Fori ở trong cái mô hình dropship ở Việt Nam như thế nào. Và chúng tôi tự tin, thực tế là đến bây giờ Thắng luôn tự tin chia sẻ với mọi người ở ngoài, đó là tôi đến từ Fori Center và đi cùng Fori Center rất là lâu. Và Fori Center là một cộng đồng dropship rất là mạnh ở Việt Nam. Không dám nói là mạnh nhất, nhưng mà bảo là có tiềm năng và cực kỳ mạnh mẽ ở Việt Nam. Rồi, xin chào mọi người và chúc mọi người có những cái tư duy mới, kiến thức mới, và mở hướng được cái con đường mới của mình trong cái kinh doanh vào cái thời điểm mà rất là căng thẳng ở dịch Covid này. Rồi, chào mọi người nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Wow, thật là tuyệt vời được nhận những cái chia sẻ từ Thắng, một trong những mốt kỳ cựu vàng có khả năng phát triển đa kênh. Thực sự đấy là một trong những member mà rất là nhiệt huyết đối với Fori. Đấy, và Thắng gần như là được admin quá trình rất là nhiều kiến thức, toàn bộ các cái kiến thức gần như là như vậy, cộng với việc mà bản thân Thắng cũng tự nghiên cứu và tham gia rất là nhiều team khác ở trên cộng đồng trong quá trình làm MMO. Và với các cái kiến thức ở trong Fori là nền tảng, và hiện tại Thắng thì đang có tham gia cùng admin trong cái ngách về phụ kiện điện thoại, một người rất là nhiều kinh nghiệm. Anh em mình có thể kết bạn và làm việc với Thắng đấy. Và trong Fori còn rất là nhiều người giỏi hơn Thắng rất nhiều, thậm chí là giỏi hơn cả admin. Và chúng ta cứ kết nối đi, chúng ta làm việc nhiều, chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều, và chúng ta có những cái học hỏi nhau. Có rất là nhiều anh em đã kiếm được mức lương, mức mà làm trong MMO này, vừa dropship vừa affiliate đến tầm 10 đến 20.000 đô là chuyện bình thường. Đó là 20.000 đô là tương đương với khoảng tầm 6-700 triệu đấy trong 3-4 tháng. Đấy là đã có người gọi là cao cấp nhất ở trong Korea tầm, còn lại đến tiền tỷ thì lại mình có shopbot cho các cái doanh nghiệp, đúng không ạ? Có làm hệ thống đa kênh cho các cái doanh nghiệp, cho các cái chủ công ty thì ok, người ta làm rất là hiệu quả và rất là tuyệt vời. Còn một số anh em làm rất là khủng khiếp, tuy nhiên rằng họ không có thích thể hiện mình, đúng không? Nhưng mà chỉ anh em tham gia nhóm thì sẽ được nhận được sự chia sẻ các nhóm về coaching. Đó là những cái nhóm mà chúng ta có thể nhận được cái sự hỗ trợ từ đội ngũ mốt của Fori Center. Thì cảm ơn Thắng đã chia sẻ nhé. Ok, ở trong Zoom này có chị Chi, đúng không ạ? Chị Chi có thể chia sẻ cho mọi người những cái kiến thức của mình được không? Chị Chi có online được không? Ok ác nha. Ok. Nay nói chuyện được nhưng mà cái cổ họng nó hơi đau một tí cho nên là mọi người thông cảm nếu mà nó nhỏ. Nói nhỏ thì cũng báo lại một tí ha. Do là hôm qua mới nói mấy tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, cho nên là cái cổ nó hơi đau một tí. Rồi xin chào tất cả mọi người ha. Thì mình tên là Chi. Thì hiện tại là mình gần được 39 rồi, thì gần 40 tuổi rồi. Thì nói chung là một cái số tuổi nó không có được nhỏ cho lắm. Thì khi mà bước vào đây á, thì trước đây á, Chi là người kinh doanh về mỹ phẩm. Thực ra là kinh doanh về mỹ phẩm, hàng xách tay. Thì mình là cũng đã có những cái kinh nghiệm ở bên ngoài rồi, nhưng mà những cái kinh nghiệm đó thì nó cũng chỉ là rời rạc thôi, chứ nó cũng không có được tổng hợp và nó cũng không có liên kết được với nhau. Đó thì cái năm 2020 là phải nói là một cái năm mà mình gần như là bế tắc trong tất cả mọi công việc luôn, từ việc bán hàng cho đến việc gia đình, tất cả mọi thứ. Thì cái việc mà làm bế tắc nhiều nhất đó là không có tiền. Tại vì năm 2020 thì nó là cái năm mà năm đầu tiên của dịch Covid đó, đang bán rất là ok, từ cái việc bán offline nhưng mà có kết hợp với online nữa, nhưng mà đến năm đó thì offline hoàn toàn không bán được nữa. Tại vì dịch là người ta bắt đầu người ta hạn chế đi lại và hạn chế mua bán khi mà tới tận nơi. Đó thì chỉ còn dựa vào online thôi, nhưng mà online thì cái kinh nghiệm của mình thì nó không có được phong phú và nó cũng không có được nhiều lắm. Thì lúc này mới đi tìm một cái giải pháp cho mình. Cái giải pháp thì bắt đầu cảm giác là mình chán nản với là cái việc mà mình phải nhập hàng mà mình bán rồi. Mình mới đi tìm cái giải pháp mà giờ không nhập hàng nữa mà tìm cái cách để bán ra thôi. Tại vì hàng của mình thì còn một kho, bán không được, mà nếu mà nhập tiếp thì không có đủ khả năng để mà trữ hàng, để mà tồn hàng, nên là phải tìm cách để mà bán ra. Đó thì mới lang thang trên mạng và vào rất là nhiều nhóm các bạn. Thì lúc đó thì mới nghĩ tới việc là mình làm dropship. Cái dropship này thì không phải là tới năm 20 mình mới biết đâu, mà mình nghe về nó là cũng trước đó lâu rồi. Nhưng mà thật sự là dropship nó là một cái khái niệm rất là mới đối với lại những người ở Việt Nam. Bởi vì ở bên nước ngoài thì họ làm khá là nhiều. Nếu là các bạn có thể lên trên mạng, các bạn search vào dropship mà các bạn có thể làm với lại Amazon, eBay. Đó thì các bạn có thể thấy là cái cộng đồng người ta làm dropship rất là nhiều. Nhưng mà để mà có một cái cộng đồng mà làm dropship ở tại Việt Nam hoàn toàn là những cái là hoàn toàn là thị trường trong Việt Nam thôi á, thì có thể nói là nó rất là mới, nó rất là mới dữ lắm luôn á. Kể cả là cái affiliate nó cũng là một cái khái niệm cực kỳ mới ha. Thì khi mà mình đi tìm như vậy thì mình tìm thấy rất là nhiều nhóm về dropship, và thấy được cái nhóm cộng đồng dropship mà ở Việt Nam thì mới tò mò bước vô. Thì có rất là nhiều nhóm các bạn, từ những cái nhóm linh tinh ở bên ngoài giống Fori cũng có, và mình cũng vào Fori và mình vào thêm một vài nhóm nữa, và mình cảm giác là ủa sao nó giống nhau, thì cứ nghĩ là chắc chung một nhóm thì mới thoát ra bớt. Thì lúc đó thoát ra là thoát cả Fori luôn, thì chỉ giữ lại một vài nhóm thôi. Nhưng mà Cái này mới còn giữ lại một cái nhóm tổng mà trong đó thì có Thắng là cái người vừa mới chia sẻ cho các bạn lúc nãy á, thì rất là ấn tượng với lại Thắng, tại vì lúc đó là mình đang đi tìm giải pháp mà Thắng thì nhắn lên một câu là bạn nào chưa có biết bán hàng trên cái Marketplace. Lúc đó mình cũng chưa biết Marketplace luôn các bạn, chỉ biết là ở trên cái Marketplace, ở trên cái Facebook nó có một cái gọi là cái chợ, cái chợ mình cũng có đăng bán, nhưng mà mình không hề biết là đăng lên trên đó thì mình sẽ bán được như thế nào, mình đăng như thế nào không biết. Thì Thắng có một cái bài là một cái câu là nếu mà bạn nào mà chưa biết làm Marketplace và Thắng sẽ có một cái lớp là sẽ chọn lựa, bạn cứ đăng ký theo cái form đó đi rồi sẽ chọn lựa, may mắn trúng bạn nào thì bạn đó được học, còn không trúng thì hẹn lần sau. Mình đăng ký rất là nhiều ngày luôn á, nhưng mà không bao giờ trúng mình hết đó, và đợi hoài cũng thấy trúng mình. Thế là rồi thế, ủa sao mình xui quá vậy, mà nhắn tin thì không có được Thắng trả lời. Rồi lúc này thì mới biết tới Hảo, thì Hảo lại có một cái channel về túi xách, thì mình cũng bước vào cái buổi channel của túi xách với Hảo, thì mới bắt đầu nghiệm ra được một vài cái ở trên Marketplace. Tức là các bạn không phải chỉ đăng một bài, hai bài cho một cái ngày hôm đó, mà các bạn phải làm rất là nhiều. Tức là các bạn Hảo show ra rất là nhiều hình, và một ngày Hảo show ra 10 cho đến 20 hình, và show ra cái bài của Hảo ở trên Marketplace là 20 đến 30 bài trong một ngày á, và có những cái giờ đăng cố định như thế nào, giờ vàng để đăng như thế nào. Lúc này mình mới nói ồ, vậy hóa ra là đăng trên Marketplace mình phải làm nhiều như vậy, chứ không phải là đăng một ngày có một hai bài mà có kết quả. Ủa, trước mình hoàn toàn không có kết quả mà, thì bây giờ mình mới nghiệm ra được có cái gì nó có kết quả. Rồi mới theo Hảo học, thì theo Hảo học về Marketplace công nghiệp, thì mình mới gom được một số kiến thức mà lúc trước ở ngoài vào đó. Thì trong Marketplace công nghiệp thì mình học được rất là nhiều thứ về Marketplace, tất tật mọi thứ về Marketplace ở trong cái khóa đó luôn. Thảo chỉ nói một câu đơn giản là giờ chị học đi, chị học thì chị mới làm nhiều hơn được, chị mới có kết quả nhiều hơn được. Nếu mà chị không học thì chị chỉ kết quả ít như vậy thôi, thì nó có hay không thì đó là do chị tự nâng cấp kiến thức của chị để chị áp dụng vào. Nên là mình lúc đó thì mình ok, mình quyết định mình học. Thì mình học và mình thấy là Hảo nói đúng, Hảo nói rất là đúng, là tại vì mình có học thì mình mới gom lại được, mình mới hệ thống lại được cái kiến thức của mình lúc trước, và bây giờ là thêm những cái kiến thức mới nữa thì mình áp dụng vào thì bán cũng rất là ok các bạn, bán túi xách rất là ok. Rồi sau đó thì lại vào cái lớp channel của admin Quyết Đào, thì lúc này là mình được train về thời trang, thì thời trang, nhưng mà bán thời trang thì không phải là chỉ có Marketplace không, đâu các bạn. Và bán thời trang mình được train rất là nhiều thứ, mình được học rất là nhiều thứ, từ việc làm fanpage, rồi Shopee, rồi Instagram, TikTok. Nói chung là một cái khóa mà phải nói là làm rất là nhiều, rất là nhiều thứ mà phải làm, nó thành một cái hệ thống kênh luôn. Và hiện tại bây giờ là mình cũng có đủ hệ thống kênh từ cái khóa trend đó của Quyết Đào. Thì bán phải nói là một ngày như vậy là không hề dưới hai đơn hay là dưới một đơn, ngày nào cũng có đơn, và tháng nào cũng có đơn, rất là đều, bán liên tục như vậy. bán liên tục như vậy thì mới bắt đầu mình mới học cao hơn, là mình quyết định là mình đi theo áp với Đào để mình học, mình học lên nữa. Rồi tới tận bây giờ là vẫn cứ học nha, những cái kiến thức đó là những cái kiến thức như về công thức thành công, rồi những cái hệ thống content, rồi kể cả là website. Thì hiện tại bây giờ là mình đang sở hữu hai cái website, một cái web là mình tự làm, còn một cái web là web bán hàng. Thì cái web đó là trước khi vào Fori là có rồi, thì cái đó là thuê người khác làm. Mà khi các bạn biết đó, thuê là thuê bỏ tiền ra mười mấy triệu cho một cái web, và đến chừng mà đi theo app học về website mình mới thấy ủa, bản thân mình cũng làm được một cái web và chi phí bỏ ra rẻ hơn rất là nhiều, web mình cũng rất là đẹp mà mình bỏ ra mười mấy triệu để mình làm một cái web như vậy nó quá phí đi. Mà web thì người ta làm cũng y như mình làm thôi, không khác gì hết trơn đó. Thì mình mới thấy là ở trong Fori là phải nói là một cái may mắn khi mà mình gặp được Fori và mình gặp được Africa. Một cái sự may mắn ở đây có nghĩa là tìm được đúng cái hướng mình đi, tìm được đúng cái đồng đội cùng làm việc với mình, và mình tìm được cái đam mê của mình. Là từ trước tới giờ là mình rất là thích về kỹ thuật, mình rất là thích, mình mày mò, mình tự mình làm khá là nhiều, nhưng mà những cái kiến thức của mình nó khá là rời rạc. Thì khi mà mình vào cái Fori này nó giống như là có một cái phao vậy đó, thì tất cả những kiến thức của mình nó được tổng hợp lại và nó theo một cái logic nhất định, và mình cảm thấy là mình đang đi rất là đúng hướng. Và hiện tại bây giờ thì mình đang cùng đồng hành với lại app để hỗ trợ cho các bạn mới, để hỗ trợ cho tất cả các bạn mới vào những cái kiến thức mà mình đã có, và với tư cách là một người đi trước thôi, và những cái kinh nghiệm mà mình đi trước thì mình hỗ trợ cho các bạn, những người mới vào đó. Thì cũng là một cái duyên và cái sự biết ơn khá là nhiều khi mà được làm việc cùng với lại đội nhóm Fori. Vì cái kinh doanh này làm một mình nó buồn lắm các bạn, thực sự là như vậy. Mình làm kinh doanh bao nhiêu năm rồi, mình cứ làm và mình cứ loay hoay và mình cứ làm một mình, thật sự rất là buồn. Khi mà mình gặp một cái đội đi tới đâu cũng vậy, mình chỉ cần gặp đúng cái người, gặp đúng cái đội cùng với lại đội nhóm làm việc, nó cảm giác là nó rất hăng say, và nó tạo cho mình năng lượng khá là nhiều luôn. Thì trong tuần vừa rồi mình đã hỗ trợ được cho khoảng 10-11 bạn. Thì các bạn hiện tại bây giờ cũng đang bắt đầu có những cái kết quả đầu tiên. Thì có bạn đã ra đơn, có bạn kết quả là làm hình, làm Marketplace tốt hơn, và kết quả của các bạn là cái định hướng của các bạn, biết là mình cần phải làm gì và không lan man. Thì những cái kết quả đó mặc dù khá là nhỏ nhưng mà cảm thấy rất là vui vì mình đã góp một chút sức nào đó cho các bạn, và cũng là góp một chút sức cho Fori để mà hỗ trợ Fori phát triển hơn nữa. Và hy vọng là sẽ còn đồng hành cùng các bạn, tất cả các bạn ngồi đây. Các bạn đã nghe mình chia sẻ thì hy vọng là mình sẽ còn đồng hành với các bạn lâu dài hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn chị Chi, và chúng ta có một buổi chia sẻ khá là dài. Không biết là anh em mình còn muốn nghe nữa không, hay là buổi Zoom chúng ta đến đây thôi ạ. Một trong những cái buổi Zoom rất là ý nghĩa, mình cảm thấy rằng rất là năng lượng, đội nhóm của chúng ta rất là mạnh, và hy vọng rằng là chúng ta đồng hành cùng Fori để chúng ta học thêm những cái kiến thức nữa, học thêm những cái kinh nghiệm, chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm, chia sẻ thêm những cái kiến thức, và có thể là mình tập trung vào trong cái quá trình làm marketing, tập trung vào trong quá trình làm kinh doanh để thành công hơn nữa trong cái con đường làm kinh doanh của mình. Thì bản thân kinh doanh thì nó có vô vàn thứ để chúng ta chia sẻ, và vô vàn kinh nghiệm, vô vàn bài học, vô vàn chiến lược, đúng không? Rồi là cái công việc cụ thể thì rất là nhiều, mà nếu như anh em mình mà thật sự mà nghiêm túc thì tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ làm được thôi. Thì tất cả những anh em ở trong Fori á, mà làm thật là tốt, tập trung á, thì anh em mình nên hãy đầu tư nghiêm túc vào cho bản thân mình. Trong Fori mình không có xu hướng là nói rằng anh em mình ôm hàng, không có, không bao giờ có chuyện đó. Và trong đây anh em mình hãy đầu tư nhiều vào trong vấn đề bản thân, hãy học nhiều trong YouTube, thật nhiều trên Google, trên này có hết đó. Chúng ta có chịu học hay không thôi. Đó. Còn lại ở trong Fori á, nếu như anh muốn đồng hành thêm nữa và sâu hơn thì tất cả các bạn chia sẻ, tất cả những anh em mà có nhiều kinh nghiệm đều ở trong trong digital team hoặc là VIP member. Đó là cái khóa training thực chiến được admin xây dựng kịch bản và quy trình đào tạo rất là kỹ trong vấn đề marketing và làm việc rất là sâu trong cái vấn đề kinh doanh. Đấy, thì có những cái kiến thức và có những cái chiến lược và cộng với những định hướng về sản phẩm hỗ trợ tất cả chúng ta trong cái quá trình mà làm kinh doanh thành công hơn nữa. Thì hy vọng rằng này, nếu mà anh mình ở trong Zoom này, trong cái khóa học bài học này, trong cái buổi đào tạo này ấy, anh em nghiêm túc thật sự và xác định ở con đường kinh doanh của mình. Bạn kinh doanh offline hay kinh doanh online, bạn làm dropship hay làm affiliate, thì cái vấn đề mấu chốt đó là học và nghiên cứu làm marketing. Đấy. Và nếu như mà muốn triển khai tốt, tham gia cùng Fori thì hãy đăng ký, có thể đăng ký VIP member hoặc là đăng ký coaching team và hoặc là tham gia vào trong digital team. Thì cái digital team này thì hiện tại thì mình đang coaching khoảng tầm là từ 10 đến 15 triệu tùy module. Nếu như anh em mình tham gia nội dung này và khi mà tham gia chọn ngách, chuyên ngách thì mình có cái ưu đãi, đúng không? Hoặc là quá trình mà tham gia các cái team coaching hoặc team training của các cái bạn mốt, có thể liên hệ nhá, tại vì các bạn mốt đều ở trong cái team đó để học về digital marketing cơ bản, học về Facebook marketing, học về content, SEO top, học về Shopee, học về chạy quảng cáo, học về website, học về Photoshop, học về Marketplace. Một cái tổ hợp module như vậy chỉ giá là 5 triệu, chỉ 5 triệu thôi. Và đồng hành với Fori, bạn sẽ được nhận cái giá gọi là giá digital. Tất cả cái giá digital gần như là sát với cái giá VIP, sát với cái giá ký quỹ rất là tốt, trong cái gọi là siêu sỉ. Đấy, admin gần như là bỏ lại cái giá sỉ cho các bạn triển khai trong quá trình và làm kinh doanh online mà nhận được cái giá sỉ, một đơn cũng được giá sỉ, thì đó là những cái lợi ích cực kỳ khủng. Đó là tạo nên những cái điều kiện, tạo nên những cái thành công lớn ở trong đội nhóm, và rất là nhiều bạn có những cái doanh thu khủng khiếp. Đấy, từ đây thì anh em mình xác định xem đâu là cái hướng đi của mình, xác định đâu là cái con đường của mình, đúng không ạ? Đâu là cái điều mà mình cảm thấy là đây là chân ái, đúng không ạ? Đây là cái hướng đi cốt lõi của mình bấy lâu, thì hãy liên hệ với mình hoặc là liên hệ với các bạn mốt và tham gia các nhóm training, coaching để xem thử xem là cái volume, cái thị trường rồi là cái định hướng của mình có chính xác hay không. Có rất là nhiều buổi Zoom, rất là nhiều buổi chia sẻ như thế này, thậm chí là đến 1-2 giờ sáng, 3 giờ sáng trong những cái buổi cuối tuần để làm việc, để vạch ra được cái chiến lược. Có rất là nhiều thứ để kiếm tiền ở trên online, kiếm tiền trên internet này không phải là như thế này đâu, đúng không ạ? Mà chúng ta làm, nhưng mà chúng ta có chịu hiểu và chúng ta thấu hiểu hay không thôi. Kiếm tiền không phải bằng việc bán sản phẩm, chúng ta có thể kiếm tiền bằng việc affiliate nữa, bằng đào tạo nữa, bằng dịch vụ nữa. Bản thân xuất phát điểm từ việc là chúng ta làm tốt, chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ làm được cho người khác, chúng ta sẽ đào tạo được người khác, chúng ta sẽ bán được bất cứ thứ gì mà chúng ta mong muốn. Bản thân là chúng ta bán được cái đơn giản đến cái phức tạp, bán từ cái bình thường đến cái nâng cao, đúng không ạ? Từ cái sản phẩm cơ bản đến cái sản phẩm trung cấp, sau đó là cái sản phẩm cao cấp để có mức lợi nhuận cao hơn nữa. Và trong Fori đây là một cái mô hình mà mình muốn hướng tới, nó bền vững, đúng không? Nó chậm nhưng mà chắc, nó bền vững. Và những cái nhóm, đúng không? Những cái mồi lửa nhỏ này sẽ ngược lại trở thành một cái đốt lớn hơn trong cái thị trường Việt Nam rộng lớn này, rất là lớn. Và mình cũng đang đi tìm kiếm đồng đội, tìm kiếm đội nhóm và tìm kiếm những thành công ở trong quá trình con đường đi của mình. Có rất là nhiều việc phải làm chứ không phải là đơn thuần bán một hai sản phẩm đâu. Có nhiều thứ để kiếm tiền lắm, có nhiều thứ để kinh doanh lắm, có nhiều thứ để mình thành công lắm. Đôi khi nó chỉ là một kênh thôi, nhưng mà phải làm cho rõ nét. Thì nếu như anh mình cảm thấy rằng đấy, cần tư vấn, cần hỗ trợ thì cứ liên hệ mình, liên hệ đội nhóm, đúng không nào? Và trong đây là cảm thấy cần gì thì học đó, chưa giỏi cái gì thì học đó. Đó, trong Fori thì chia sẻ rất là nhiều, thật sự luôn, chia sẻ vô cùng nhiều. Đấy, còn lại là tùy thuộc vào anh em mình có tập trung hay không, và anh em mình nhìn nhận như thế nào về thị trường này. Đấy là cái buổi học, đúng không ạ? Buổi chia sẻ đến đây kết thúc. Còn cơ thời gian nữa thì đáng ra là mời thêm Phượng nữa, thì khả năng là tới cái buổi học hôm sau, đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong cái buổi học hôm sau nhé. Hãy đồng hành và đi cùng Fori thật là lâu dài và đạt những kết quả cùng đội nhóm Fori Center. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người thành công.